Nói chung đẹp trai là thứ nhất, nụ cười là duyên rồi đó. Nói chung ăn mặc cũng chỉnh chu rồi đó. Hồi nãy anh Cường Linh có nói là mập, không mập đâu em. À, rất là người, vừa người em à. Hay chị có vẻ thích quá ha. Nói chung em cũng thích nữa. Dạ. Chị ơi, em cũng muốn gặp chị ơi của em. À, em tên là Huỳnh Nguyễn Việt Xuân. Năm nay em 26 tuổi, hiện sống và làm việc ở Long An. Em làm nghề gì? Dạ em làm kỹ thuật viên bên công ty về sơn ạ. Làm ở Long An nhưng mà huyện nào? Huyện Bến Lức á. Bến Lức luôn. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị, em chào anh với lại chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Kiều Anh, em quê ở Kiên Giang. Em 25 tuổi và đang là kế toán, đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy em? Dạ em ở Gò Vấp lận anh. Vậy là về tới Bến Lức cũng dạ, hơi không sao. Trên quê em là Kiên Giang nên là trên đường về nhà em là cũng qua nhà ảnh. Bây giờ chúng ta có thể chia sẻ thẳng qua bức màn để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là cái gì? Ưu điểm của em là hiền lành. Nếu có vợ thì biết phụ vợ làm việc nhà. Ồ, cái này hay à. Được. Mặc dù em không biết nấu ăn. Không biết nấu ăn. Dạ. Nhược điểm của em là cũng hơi ít nói. Đói thì cũng bực bội, khó chịu. Đói quạo đúng không? Quạo, quạo. Giống anh nó đói quạo, bây giờ anh quạo lắm rồi đó. Rồi bạn gái. Bù lại cho bạn kia là em biết nấu ăn anh. À, tốt dạ, quá. Em nấu ăn nói chung là cũng giỏi lắm. Tự khen. Tự tin thôi, có gì đâu em. Vậy tốt. Hỗ trợ cho nhau được rồi. Dạ, 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 em nấu ăn cũng giỏi, cũng thích nghiên cứu về món ăn lắm. Rồi. Nên là bạn đó có thể về thử món ăn của em nấu. Rồi. Khuyết điểm. Dạ, em hay ngủ, em ngủ nướng nhiều. Ngủ rồi lố giờ, sao giờ đâu nấu ăn. Vậy là chắc để anh bị đói, mà anh bị đói là anh sẽ quạo. À. Nếu mà hai đứa chung nhà có ảnh là em sẽ canh giờ. À, được, dễ rồi, thương không quá. Lo. Bây giờ em gái. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? À, dạ em trải qua được một mối tình ạ. Em quen bạn đó được 9 tháng nhưng mà cách đây cũng khoảng 5-6 năm rồi. Hai đứa cũng không hợp, xong rồi bạn đó có người mới. Xong rồi thôi hai đứa nghỉ chơi. Rồi từ đó đến đây 5-6 năm, lý do tại sao mình vẫn không tìm được người nào? Là lúc đó em học năm 1, năm nhất, năm 2 đại học. Em nói là thôi đi, để từ từ đi. Lúc đó là mình tự trau dồi bản thân mình đi. Lo học này, làm thêm, để trau dồi kinh nghiệm cho bản thân á. Bây giờ mình đã mong muốn thật sự có bạn trai chưa? Bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà hợp bạn đó thì cứ tiến tới hôn nhân thôi. Giờ mẹ em nói là bây giờ là kiếm được ai thì cứ gả em thôi. Giờ hối quá rồi không? Trời ơi, em về quê em nói là ai cũng nói, con ơi, có chồng chưa? Còn gán có chồng đi. Bạn trai thì sao? Đó, bên dạ, đây là hối rồi nghe. Bạn trai sao? Rồi. Dạ em đã trải qua 3 mối tình nè. Mối tình gần nhất đây thì em quen được khoảng 1 năm thì chia tay. 1 năm rồi hả? Dạ. Vậy cũng mới quen sơ sơ à. Có mối tình nào quen dài hơn năm không? Có mối tình quen lâu thì khoảng 4 năm, thời còn đi học, sinh nè. Rồi qua trải qua các mối tình đó, mình rút kinh nghiệm là mối tình kế tiếp này mình phải làm gì để mình giữ vững mối tình đó cho suốt cuộc đời luôn? Đó là phải hai người phải quan tâm nhau là đúng rồi, quan tâm tin tưởng nhau là được. Nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được, chứ bên đây là hối lắm rồi á. Dạ đúng rồi anh, chừng nào anh cưới được anh? Khoảng 1 năm thì mình tìm hiểu là có thể được thì mình tiến tới thôi. Dạ thôi miễn cưỡng đi, 1 năm cũng chịu được đi. Miễn cưỡng 1 năm ráng chịu ha. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì cũng hơi lùng lùng nên là em muốn bạn đó thì hơi cao hơn em xíu đi. Em muốn mét mấy? Bên đây mét 9 á. Ôi trời, thuốc tiêu chuẩn em dữ lắm rồi. Tiêu chuẩn em chỉ là mét 6, mét 7 thôi. Nhưng mà trả giá xíu xuống vẫn được. Nói vậy thôi chứ mét 9 là anh với bạn ấy cộng lại đó. Còn gì nữa không em? Dạ bạn đó thì nói chung là không mập không ốm, vừa người là được. Ăn mặc gọn gàng chỉnh chu là được. Rất gọn. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Tính gia trưởng nè. Em thích bạn đó tính tình thoải mái phóng khoáng xíu đi. Người miền Tây đừng có lo em. Đừng lo ha. Bạn trai thì sao? Cái chuẩn người phụ nữ em cần tìm là như thế nào? Dễ thương rồi, hợp tính thì mình tiến tới. Em thích bạn nữ biết nấu ăn nè. Được rồi. Dạ. Chỉ cần dễ thương là được thôi, đàn trai là yêu cầu dễ lắm. Ồ, dễ thương thiệt. Vậy được rồi em trai ơi. Anh lại mắc cỡ quá. Cái gì đâu mắc cỡ. Em phải là một người con gái rất là năng động đó. Tươi anh thích cái tính đó. Tươi. Rồi phải nói là giao tiếp tốt nữa. Em phải cố gắng chứ, tại em kiếm chồng. Kiếm chồng. Em không thích gì cái tính đàn ông ngoài cái sự gia trưởng đó. Uống rượu hút thuốc thì em vẫn chịu được nhưng mà có mức độ thôi, mình vừa vừa thôi. Bạn bên đây thì chắc anh nghĩ chắc không có uống rượu hút thuốc nhiều đâu. Mặt rất là thư sinh. Trời chết là thích quá. Trời ơi, bình tĩnh đi cô ơi, để tôi coi rồi tôi xử lý cho. Trong cuộc sống anh thích những người đó. Thích thì nói là thích, không thích thì nói không thích. Vậy mà ế ha. Bởi vì em nói anh chịu rồi. Rồi, đàn trai cũng chịu đàn gái rồi nha. Được. À, về ngoại hình thì có cái điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Cười đẹp là được chị.
cái điểm nào em không thích không? Bạn nó hói đầu bụng phệ nữa. Ghét cái vụ hói đầu lắm nha. Trời ơi, bên này hói quá hói luôn. Bụng phệ quá phệ luôn. Ăn dữ lắm sao bụng bự vậy em? Dạ em ăn cũng ít à. Ngày ăn ba bữa thôi à. Đây mập cỡ chừng này chắc phải 8 mấy ký á. Ở cũng hơi cách xa nhau ha. Dạ. Thì bao lâu, ví dụ mình hẹn hò đi, một năm là mình đám cưới đúng không? Dạ. Thì trong cái năm đó thì em chăm sóc bạn gái bằng cách nào, như thế nào? À, thì mình có hẹn hò ở thành phố nè, cũng được vậy. Ừ. Một tuần 2-3 ngày cũng được. Nói chạy lên, từ Long An lên Bến Lức với gần Sạch Trà. Gần à. Bến Lức lên Sài Gòn đi khoảng 15 phút là tới hả? Gì? Đi rồi đường, đường cao tốc có quẹo cái rào là tới đúng không em? Dạ. Dạ đúng rồi. Mà đó đi xe hơi. Rồi mình đã sẵn sàng gì cho tương lai, cho đám cưới, cho vợ con mình sau này chưa? Hiện tại thì em có công việc cũng ổn định. Ừ. Ở chung với bố mẹ. Ừ. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Tính hay cằn nhằn rồi quản lý nhau quá. Hẹn như mình đi chơi hay đâu mà cứ hỏi đi với ai, đi mấy người, bao giờ về, quản lý nhau quá thì em không thích lắm. Vậy chứ em đi chơi với ai? Thì ví dụ mình đi cà phê với bạn thì mình có nói là đi với bạn vậy thôi. Là phải tin tưởng nhau đúng tin không? Tin tưởng nhau. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu lý tưởng em mà dễ thương là như Jimmy cũng được. Trời sao cao dữ vậy? Không, cô này còn thông minh lắm á. Thông minh, lanh lợi, năng động. Ha, bây giờ ăn thua là hai người coi có hợp với nhau hay không thôi ha. Dạ. Sao chị? Thì được, đẹp trai hơi mập thôi. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với lại anh trai với lại bạn. Ê, em cũng chào anh Nguyễn Linh với chào chị Cát Tường. Thì em là Lam, em là anh hai của Hoàng Xuân. Thì về cái khoảng cách đó, ở dưới nhà em lên trên đây cũng không xa lắm đâu. Tại vì bản thân em là minh chứng rồi. Em đi làm sáng đi chiều về quận 3 Sài Gòn. Mỗi ngày? Mỗi ngày. Em nghĩ hẹn hò giữa hai em thì chắc cũng không vấn đề gì đâu. Em nghĩ là vậy. Sao anh đi làm trên này anh không lên đây ở luôn đi? Tại vì gia đình cũng đơn chiếc á, cũng hai anh em á. Rồi cái nhà mình đang ở cũng là nhà thờ tổ ông bà. Thì ba mẹ cũng muốn bán ở trên quận 10 nè. Thì ba mẹ ý, ba mẹ cũng muốn là anh em ở chung trong gia đình vậy đó. Còn trường hợp mà ví dụ như sau này hai em mà đến với nhau á, mà em có muốn ở riêng thì cũng vô tư thôi, bình thường không sao. Bến Lức giờ ngon lắm nha em. Dạ. Không giỡn nha. Ba mẹ thì cũng thoải mái. Vậy Sưng dạ. Nhậu dữ không? Sưng nó nhậu được. Nhậu được. Nó, nói chung là Sưng nó cũng có gen di truyền của ông. Còn ba với em thì không có nhậu. Mà hôm nay anh trai nhìn thấy cô em gái này như thế nào? Nói chung là nhìn em cũng dễ thương, nhìn mặt cũng hiền hậu, thì đặc biệt là dân miền Tây mình nữa thì cũng rất là hợp với nhau. Hai em thì cũng nên cho nhau một cơ hội đi để tìm hiểu với nhau. Em nhìn thấy anh trai vậy là em đoán đó bên kia nó vậy đó. Anh với Xuân là giống nhau á. Thấy sao? Dạ được, được rồi. Tại nhìn anh trai mà đẹp trai là chắc em cũng đẹp rồi. Trời ơi. Quan trọng lúc nãy anh nghe em nói là em thích nụ cười đẹp á. Dạ. Thì em nghĩ là nụ cười của Xuân có thể là cuốn hút em. Anh tin là vậy. Nhưng mà anh trai có chấm cô này chưa? Được không? Nói chung thì em thì nghĩ là chỉ cần Xuân nó tìm được một cái bạn mà hiểu nó, thông cảm, chia sẻ thôi. Rồi biết nấu ăn là cũng một lợi thế, tại Xuân nó cũng thích ăn ngon. Cô này nấu ăn ngon, tự tin đúng không? Dạ. Vậy là ngon tự rồi. Chung nhà thì cũng ba mẹ cũng thoải mái, cũng không bắt buộc em phải làm dâu hay làm gì đó, cứ thoải mái. Nói chung là... Tại anh vì còn anh nữa mà đúng không? Dạ đúng rồi, thì anh cũng làm được việc hết rồi, nhà cũng có chị dâu đó, thì nói chung thì cũng thoải mái lắm. Anh cũng nghĩ là sẵn hai em cũng đến chương trình này rồi thì cũng có cái duyên với nhau, thì anh nghĩ là nên hai em nên cho nhau một cái cơ hội bấm nút để tìm hiểu rồi biết đâu đó có thể tương lai chúng ta là người gia đình. Rồi cảm ơn rồi, anh cảm ơn, cảm ơn em. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái, chị họ, với là đồng nghiệp của em ạ. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào em. Đối với tiêu chuẩn của em đưa ra thì em thấy anh này là nói chung đẹp trai là thứ nhất, nụ cười là duyên rồi đó. Nói chung ăn mặc cũng chỉnh chu rồi đó. Hồi nãy anh Quỳnh Linh có nói là mập, không mập đâu em. À. Rất là vừa người em ạ. Thấy chị có vẻ thích quá ha. Nói chung em cũng thích nữa. Dạ. Chị ơi, em cũng muốn đọc. Chị ơi, của em. Không, em nhường. Chị nhường cho em liền. Nhưng mà ý là em cũng thấy anh này là tính có vẻ là rất là hiền. Rồi ăn mặc thì có vẻ chỉnh chu hơn. Em của em thì nhìn ở ngoài tiếp xúc cũng hiền, nhưng mà đụng chuyện thấy cũng mạnh mẽ lắm luôn. Hơi men phải không? Nam dạ, tính dạ, hơi không? Men á. Bên nam mà thấy thư sinh mà bên nữ thấy men. Nhìn vậy thôi chứ không phải nhưng vậy quan đâu. Quan trọng là tôi thích men nhưng tôi thích con trai không á. Dạ, cái đó là hỏi em thôi chứ em cũng không biết là thích trai hay thích gái nữa. Trời ơi, vậy luôn á hả? Rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Thời gian dành cho hai bạn nha. Đó.
có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Dạ, cảm ơn. Rồi đó, bạn gái với con trai sao? Nãy giờ em nó thích rồi, nên là giờ còn thích nữa. À, anh thì anh thấy em rất là dễ thương mà, da trắng dễ thương. Hẹn hò thì mình có hẹn hò ở thành phố hay gì đó cũng được. Giờ muốn hẹn hò với em là anh phải chạy từ nhà anh lên chỗ em hả? Ừ, vậy đó. Thế giờ anh định tuần hẹn mấy lần? Tuần 2-3 lần cũng được. À, 2-3 lần cũng được ha. Ừ. Gia đình bán ở quận 10 mà. Anh làm thành phố luôn kìa. À, vậy là yên tâm rồi. Nếu rảnh qua bán phụ luôn cũng được. Anh có biết uống rượu không? Ít ly, uống ít ly thôi. Biết hút thuốc không? Không à. Ít ly là yên lít đó em. Yên lít. Uống là con ly rồi đúng không? Nhưng mà uống gà uống hoài không bỏ được uống cái ly. Uống mà một lần anh cũng ít à. Dạ được rồi. Nói chung là cô cũng được hết trơn. Làm như muốn chồng tới nơi rồi. Em hát bài tặng bạn trai nghe đi em. Thuyết phục ảnh đi chứ chị thấy là em là muốn rồi đó. Mà em thuyết phục ảnh đi. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ mưa ngỡ, sao anh còn đứng đó không nói một lời? Có phải anh giận em? Có phải anh giận em? Trời. Luyến lên chứ em nè. Khắc đáp đi em trai. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, cùng anh đi bán sơn. Đi đến những nơi xa xôi, đi đến những nơi à, anh quên mất rồi. Có chút đục rè. Nói chung là anh trai hơi. Nói chung là có ý là được rồi. Anh thấy anh sao? Xinh, dễ thương. Học với lại ý thích của anh. Biết nấu ăn nữa là anh thích lắm á. Dạ biết. Ừ. Em cũng biết nấu ăn, nhưng mà tại vì em thường hay nghiên cứu món ăn lắm, nên là có những cái thứ mà em mới nấu lần đầu á. Cũng được, để anh thử cho. Kể một vài món cho anh nghe coi anh hấp dẫn không? À, canh chua, cá kho, thịt kho, gì đại loại là để ăn cơm bình thường thôi, gỏi gì này kia thôi. Còn những cái món mà cao sang, nhà hàng quá thì em phải nghiên cứu từ từ. Vậy là nấu cơm cho gia đình ăn được rồi. Dạ. Ủa nhưng mà anh không biết nấu thiệt luôn hả? Anh không biết nấu nhưng mà anh phụ em được. Phụ được đúng không? Ừ. Chung là miễn cưỡng thì được đúng không? Được, anh phụ này lặt vặt được đó. À lặt vặt được hả? Phụ là được rồi. Ừ. Chứ đừng có để mà tự nhiên để đó, em làm một mình ơn xong rồi bỏ em vơ vơ đó. Em làm này kỳ quá. Vơ vơ. Nữ tiền bạc về á, làm giữ ai giữ? Tiền bạc thì chắc anh đưa em giữ. Anh nhiều khi anh cũng không giữ được. Chắc rồi nha, nhớ nha. Thôi bây giờ tôi thấy nãy giờ ở dưới nói bạn nữ thì men rồi. Nãy giờ thấy bạn nữ tấn công bạn nam cũng nhiều rồi. Bây giờ bạn nam phải chứng tỏ là mình nam nhi đại trượng phu. Bây giờ em làm gì đó có thể em tiến lên nắm tay cổ hoặc là nói một cái gì đó. Nói một cái gì đó hoặc em tỏ tình gì với cổ coi. Anh xin phép được nắm tay không? Dạ thôi nắm đi. Em có yêu bản thân của em không? Dạ có. Thì làm tình địch với anh đi nha. Hả? Vậy em làm tình địch với anh nha. Hiểu không? Hiểu rồi. Tôi không hiểu gì chơi vậy. Thôi em hiểu được rồi. Ý là em nói là em yêu bản thân em, ảnh cũng sẽ yêu bản thân em, cho nên là hai người sẽ làm tình địch. À, hôm nay tôi được khai sáng. Cao siêu quá. Bà Mai thua. Em có thể nói ý nghĩa món quà hôm nay em tặng cho bạn đi. Dạ. Thứ nhất là anh không phải tặng hoa, tại vì hoa là để em nhìn nó tàn úa. Thứ hai là anh cũng phải tặng son. Tặng son thì mỗi lần đi với anh thì em cũng bị phai thôi. Chứ anh tặng cái gì? Để anh tặng gì? Anh tặng nước hoa. À, lưu giữ mùi đúng không? Ừ. Còn em món quà em tặng anh là một quyển sách mà em rất là yêu thích. Nhưng mà anh về coi sách thôi. Còn cái bìa ngoài đừng để ý. Tại cái bìa mà em tự gói nên nhìn không có được đẹp lắm. Không sao, quan trọng tấm lòng là được. Dạ, tấm lòng là được. Dạ. Thôi đủ rồi, cặp này đủ rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Nhấn nút là chúng ta tiến xa hơn đến cái chuyện kết hôn với nhau, chứ phải nhấn nút để chúng ta uống cà phê với nhau nha. Hãy đưa ra cái sự chọn lựa của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Phần quà của em đi nào. Nắm tay nhau đi. Đấy, mạnh mẽ lên nào. Hãy làm nhiệm vụ của tình yêu. Hôn nhau. Em thích phép chạy em hôn em gái rồi chạy. Bây giờ em gái hôn em trai cái mới hay nè. Dạ, mạnh mẽ mà. Đúng rồi, có gì đâu.
Dễ đó gì đâu. Rất dễ thương. Chào em gái dễ thương. Dạ. Nãy giờ anh đưa ra tiêu chuẩn về thấy em đáp ứng được không? Dạ, nói về chuyện ghen thì tất nhiên trong tình yêu là ai cũng sẽ có ghen. Nhưng mà nếu mà anh không muốn mà em ghen với vẫn thì anh cũng phải làm việc gì cũng phải rõ ràng một tí. Dạ, phải em tên là Đặng Tiến Đủ. Đặng Tiến Đủ. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 30. 30. Dạ. Nghề nghiệp gì? À, công việc của em hiện tại là đang làm bên công ty gỗ, bộ phận kế hoạch. Em quê ở đâu? Dạ, quê em ở Đồng Nai luôn. Rồi, phía bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Chào bạn Nam và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Mai Phương, em 25 tuổi và em hiện sinh sống và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu. Quê mình ở đâu em? Quê em ở Bình Định chị, nhưng mà nhà thì vào trong này khoảng hơn 20 năm rồi. Hồi nãy bạn trai là ở chỗ nào? Đồng Nai. Dạ Đồng Nai. Đồng Nai. Mới tuần trước em mới xuống Vũng Tàu xong. Tuần này gặp Vũng Tàu đúng không? Dạ. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì em? Dạ, điểm mạnh của em đó là rất thích ca hát, vui vẻ hoạt bát và biết cách quan tâm chăm sóc mọi người. Tốt quá. Dạ. Điểm yếu? Điểm yếu của em đó là thẳng tính và hơi nóng tính một tí. Dạ. Đã thẳng tính rồi mà còn nóng tính nữa. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em là em hát được, rồi chơi thể thao được. Em thì biết nấu ăn, em tự lo giặt đồ, quét sân, rồi dọn dẹp nhà cửa, tự nấu ăn. Nói chung làm tất cả việc gì phụ nữ làm mình có thể làm được. Dạ được. Ngoài một chuyện là sinh con. Dạ đúng rồi. Vậy là được rồi. Dạ. Tốt rồi, còn điểm yếu? Dạ điểm yếu em là em hay nóng tính nhưng mà hay nói lớn tiếng, nhưng mà rồi lại thôi. Bên kia cũng nóng tính, bên đây cũng nóng tính. Hai người coi như là không ai kiềm chế được ai là mệt lắm á. Đôi lúc nhiều khi lửa với lửa nó mới nhập vô anh. Dạ. Cũng có thể như vậy á. Dạ. Tình trường của mình thì sao em? Dạ em trải qua hai mối tình rồi chị. Một mối tình hồi còn đi học, còn một mối tình thì chia tay cách đây cũng 7-8 tháng rồi, nhưng mà em nhưng là không có còn vương vấn gì hết. Dạ. Rồi, tình trường bạn trai. Dạ, em thì cũng hai mối tình. Sâu đậm nhất là mối tình đầu tiên. Dạ, lúc đó là em học lớp 12. Bao nhiêu năm? Lúc đó là hơn 10 năm rồi. Chúng ta bỏ qua những quá khứ đi ha. Dạ. Bây giờ đang hướng tới điều tốt đẹp nhất. Mình mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào em? Dạ, cao một tí. Tại vì em thì thấp bé quá. Em sợ nếu mà bạn trai mà cũng thấp nữa thì em sợ là đẻ con ra toàn là chú lùn không nhờ. Có công việc làm ăn với lại có nhà cửa luôn ổn định thì càng tốt. Dạ. Hoặc là đang có ý định mà mua nhà mua cửa để xây dựng chuyện gia đình luôn chúng thì càng phải tốt. An cư mới lạc nghiệp. Dạ, đúng không? Rồi chị. Rồi, có cái mẫu người lý tưởng như thế nào không? Dạ, mẫu người lý tưởng của em đó là anh Quyền Linh. À, anh Quyền Linh chương trình này yêu người ngắm nghĩa anh lắm. Dạ. Đưa lấy anh Linh ra làm cái chuẩn không à. Dạ. Em rất thích cái khuôn mặt phúc hậu của anh Linh. À, rồi, điều gì em ghét, em không thích ở người bạn người chồng tương lai của mình? Dạ, đó là ăn mặc lụm thụm với lại bày bừa, mọi thứ em không thích. Và em sợ nhất là gặp phải bạn trai mà gia trưởng với lại lăng nhăng á, kiểu rồi tính đàn bà nữa chị. Em sợ nhất là gặp phải như vậy. Em hỏi thử ảnh của anh có gia trưởng lăng nhăng. Anh trai có gia trưởng không ạ? À? Không em, anh không có gia trưởng đâu. Dạ, rồi anh gia đình đã tính gì tới chuyện cưới hỏi gì chưa anh? À, nếu mà được mình tiến tới khoảng 6 tháng đi thì có thể mình tiến tới hôn nhân thì được. 6 tháng? Chào tháng. Giờ cũng hối rồi đó. Dạ. Nãy giờ bạn gái đưa bao nhiêu tiêu chuẩn đó em, cảm giác em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Thì nhà cửa em có sẵn rồi. Rồi. Nhưng mà cho bạn gái có làm dâu được không? Là anh sống chung với ba mẹ hay sao ạ? Ba anh thì mất lâu rồi, còn anh sống chung với mẹ thôi. Thật sự là tiến tới với nhau thì chuyện đó em cũng không thành vấn đề đâu ạ. Vậy cũng ổn rồi ha. Dạ. Còn em muốn tìm một cô gái như thế nào? Em dễ lắm. Bạn gái của em là đừng, nhất là đừng có ghen tuông. Có ghen mà đen đúng á thì bạn muốn làm gì em thì cũng được. Còn mà vớ vẩn thì em không thích. Với lại biết chuyện là được. Tức là dạ. Đối xử đối nhân xử thế với gia đình này dạ, kia á. Dạ. Thôi, để anh qua anh coi coi. Thôi coi cô này như thế nào nha. Đàn trai qua coi mắt. Dạ, à, chào em gái dễ thương. Dạ. Nãy giờ anh đưa ra tiêu chuẩn về em thấy em đáp ứng được không? Dạ, nói về chuyện ghen thì tất nhiên trong tình yêu là ai cũng sẽ có ghen. Nhưng mà nếu mà anh không muốn mà em ghen vớ vẩn thì anh cũng phải làm việc gì cũng phải rõ ràng một tí và phải tôn trọng em, đặc biệt là điều đó. Được không em trai? Dạ được anh. Được rồi. Dễ thương đó. Dạ. Đàn trai thấy được. Đàn trai thấy được nhưng mà đàn gái phải coi có thấy thì được rồi, hay không coi nữa chứ. Qua, coi à, đi. Đàn trai em nhờ chị. Bây giờ nếu xấu được. Đâu, đàn trai cũng ngon lắm mà. Bên đó thì nói là muốn tầm là 6 tháng nhưng mà phía bên mình thì em muốn ví dụ được thì bao lâu kết hôn được? Dạ em thì khoảng 1 năm đổ lại được rồi chị, không cần lâu quá. Gia đình có hối thúc gì chưa? Dạ
Mẹ em hối miết, mẹ em nói năm nay không được là sẽ đuổi đi. Hả? Dạ. Năm nay là 28 hả? Dạ, em sợ đuổi đi. Mình năm nay là phải làm liền chứ, vậy là kế hoạch 6 tháng của ảnh nó cũng hợp lý đúng không? Nếu mà được thì là cuối năm. Vậy là được rồi. Xuống 5 tháng cũng được. Đó, bạn trai đó. Em chị. Rồi, chào em ha. Lịch lãm lắm mà. Nhà cửa công việc ổn định hết trơn rồi đúng không? Dạ đúng. Mình có định phát triển kinh tế, mình mở rộng kinh doanh hay là gì không? Dạ có. Mình có thể kinh doanh, mình buôn bán thêm cũng được. Rồi, theo chúc em sẽ sớm đạt được những cái kế hoạch trong tương lai ha. Dạ. Rồi, hy vọng là cặp đôi này cuối năm này đám cưới được á. Dạ. Ha. Em mời được anh chị rồi, đi luôn. Rồi, chị nha. Thấy là hợp lý. Anh tới Đồng Nai ra Vũng Tàu. Em nha. Dạ. Rồi. Cao ráo, nói chung là men. Rồi, bây giờ hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, với cô và với em gái. À, mình hỏi thêm ý kiến của mẹ đi nha. Mẹ là khỏe rồi ha. Dạ, chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. À, quý vị khán giả. Chào cô. À, nói chung mẹ nhận xét anh trai bên này thì cũng được. Theo ý mẹ là khoảng được bao nhiêu phần trăm? Thì tuổi tác thì hai cái tuổi này là chắc cũng hợp. Nó lớn hơn con 5 tuổi. Lớn hơn 5 tuổi. Hợp tuổi không? Dạ, tuổi được, dạ được chị. Hiện tại ở với mẹ hả? Dạ. Nhà gia đình được mấy anh em? Nhà con được 6 anh em. 6 em, có gia đình hết, con út hay là giữa hay con sao? Con là út luôn. Còn mình còn ở với mẹ hả? Hiện tại thì con với lại người chị sinh đôi. À. Em có hai người chị sinh đôi. Rồi. Một chị thì lấy chồng rồi, còn người nữa. Nhà em dạ. Cho nên là ở chung với lại má. Còn nhà có 3 người đó. Dạ. Còn mấy người kia thì đi làm xa. Dạ. Người kia cũng chuẩn bị lấy chồng đi về nhà chồng rồi đó. Thì theo mẹ thấy thì cái công việc làm cũng ổn định, nhìn cũng chững chạc, đến đây đã là một cái duyên rồi, thì tùy hai đứa cho nhau cơ hội để có thời gian tìm hiểu lâu hơn, và nếu được sẽ tiến tới xa hơn để hai bên gia đình được vui. Xin à, cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ em đi chung lại một người bạn thân với hai đồng nghiệp của em. Chào Nguyễn Linh và chị Cát Tường. Bạn thân em có tật xấu gì không? Dạ, không có anh. Bạn sao không sẽ... có được, nói xạo anh. Ai mà không có tật xấu. Đúng rồi. Dạ. Nói chung là bạn em cũng có một chút hơi nóng, nhưng mà nóng rồi cũng qua thôi. Bạn em không phải là người chung thủy không? Thì cũng có thể đó. Chứ sao có thể? Thân mà sao có thể? Dạ là chung thủy với người yêu phải không? Hả? Dạ có thể. Tình trường của anh em bao giờ chưa anh? Chắc không đâu. Đó là thằng nó thật đó. Dạ. Ừ, nó thật đó. Sống là hòa đồng vui vẻ với mọi người lắm. Dạ. Mà cũng chăm làm nữa. Rồi. Theo em thì bạn thân em có nhấn nút không? Thì chắc bạn có thể nhắn đó. Nữa cũng có quan trọng các bạn bên này không biết. Sao cái gì cũng có thể hay là có thể không vậy? Bạn không có gì chắc chắn hết trơn vậy. Mày chắc cứu giùm tao cái mình luôn. Nói chung bạn có chắc chắn rồi đó. Chắc chắn rồi đó. Ờ phải vậy mới được, mạnh mẽ lên. Anh có bạn gái chưa? Dạ. Anh có bạn gái chưa? Em á hả? Hả? À? Dạ em đeo hai chiếc nhẫn rồi. Đeo hai chiếc nhẫn hả? Hai không. Vợ rồi hả? Không có, vợ mập quá ăn không được. Em mang luôn. À. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Đúng là bạn thân hơn ai nấy lo thiệt luôn. Thôi mình rồi, đã nghe ý kiến. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Đây giây phút của mình nha em. Không gian này rồi. Của tụi em đó. Rồi em bắt đầu đi. Để có đồng tiền điếu là dễ thương đồng lắm tiền. Á. Đẹp quá ha. Cảm ơn anh. Em cũng có một món quà muốn gửi anh. Em có món quà nhỏ gửi anh ạ. Dạ cho anh. Hai đứng đó đi, hai bạn đứng đó. Đứng đó để mọi người ngắm xem. Dạ. À, thấy hai người này có tướng phu thê gì không vậy mọi người? Thấy hợp nhau không? Hồi nãy nói hai người rất là thích hát đúng không? Hai người có thể đứng hát chung một bài nào đó thử coi. Thử anh xem. Thích hát bài gì? Anh hát nhạc trẻ hay nhạc sớm gì hát cũng được hết. Nhưng mà anh muốn bài gì? Anh là thích hát bài Vì Yêu. Em biết không? Dạ biết. Đó. Rồi vô. Hợp nhau rồi đó. Nhìn nhau nha, hai người hát nhìn nhau. Coi như không gian đây không có ai hết, chỉ có hai bạn thôi. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng, dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc anh xanh vì anh, mắt anh vui vì em, chung bước vì yêu. Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muốn nghìn trùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, vì tình yêu anh sẽ chờ em giơ mông tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm có mưa trong lòng giông tố. Giấc mơ sao chưa giấc nỗi buồn. Được. Xuất sắc. Được rồi. Vậy là hợp nhau rồi đó. Mình giao lưu tí ngồi tâm sự đi. Một chút xíu đi là quyết định nha. Anh đã chuẩn bị gì cho cuộc sống gia đình chưa?
có chuẩn bị thứ nhất là tinh thần trước rồi đó. Dạ. Còn mà vật chất thì cũng nói chung là được 50% thôi. Dạ. À, này, em có nói là em tên gì anh quên mất tiêu. Anh biết em 25 tuổi thôi. À, Mai Phương. Phương, Mai Phương. Dạ. Em nhớ anh là tên gì không? Dạ nhớ, tên Đủ. Đúng rồi. Làm Đủ Phương. Tên dễ nhớ quá mà phải nhớ chứ. Em hay quên. Dạ. Cảm nhận đầu tiên của anh về em là như thế nào? Nói đồng tiền của em. Anh cũng có luôn. Chuyện Cát Tường cũng có luôn kìa. Ba đứa mình lấy nhau là lúng đều luôn á. Lúng là không lên nổi luôn á chị. Đủ tiền luôn á chị. Em tin đủ, đủ có đồng tiền đủ là đủ tiền luôn. À, đối với anh bây giờ điều quan trọng nhất là gì? Điều quan trọng nhất khó gì nghĩ quá, giờ cũng đang rối mà. Phải cho qua được không? Thì anh nhắn tin với em không? Vậy anh nợ em câu hỏi đó nha. Rồi. Dạ. Nãy anh có hỏi em á là ví dụ nếu mà em về em làm dâu được á, ví dụ em có ngại vấn đề nhiều khi rồi, nhưng mà má anh kỹ lắm, đáng lẽ hôm nay má anh có đi nè, mà tại vì má anh nhà mất giữ em, con của anh em. Dạ, má anh kỹ tính đó hả? Quét suốt nhà, quét suốt ngày à. Ở nhà của mình cứ sáng quét, chiều quét, trưa quét. Tính anh sao, có kỹ tính không? Anh thì ví dụ ở nhà anh có mấy lần má anh chửi á, mày sao mày bài quá, nó trời nhiều khi con bài má mới dọn chứ con không bài sao má dọn được. Còn còn đi chỗ khác á thì phải kỹ. Đôi lúc như vậy ở tập thể chung công việc rồi đó, mình phải gọn gàng kỹ cho không gian làm việc nó đẹp hơn. Dạ. À, công việc của em hiện tại là gì? Dạ em làm trong spa. Nếu mà có thể cưới nhau thì cứ phát triển công việc của em thêm. Em vẫn thích là kinh doanh mua bán hơn. À dạ. À vậy hả? Mình tự làm chủ bản thân mình. Dạ. Có thích mở spa làm đẹp ở Vũng Tàu cho vợ mình làm không? Dạ vì spa thì chắc em chưa có tiền mở quá mà. Đâu, spa chỉ cần mặt bằng thôi mà. À vậy. Cũng không cần phải gì nó ấy lắm. Để em về em xin tiền má. Má cho không? Không biết. Trời ơi, sao gì cũng không biết trơn vậy. Để nãy quên hỏi má. Để xíu em về em điện thoại má coi má cho. Nhưng mà về ý kiến riêng của anh phải có cái định kiến riêng của anh chứ. Đúng rồi. Ý là anh đã chuẩn bị sẵn cho tương lai rồi. Có nghĩa là chuẩn bị trước tinh thần rồi đó. Em hiểu không? Còn mà ví dụ như còn vật chất phải cho phép nữa. Ví dụ hiện kim hiện vật. Nhưng mà giờ em lấy vợ em có hỏi ý kiến má không? Không, ở nhà em dễ lắm anh. Sướng thì mày nhờ, khổ thì mày chịu thôi. Gia đình em là vậy. Tức là em có quyền quyết định đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ hỏi má là mệt lắm á. Mẹ muốn nói gì kìa. Dạ. Dạ cô chỉ nói con có hút thuốc không? Có thường nhậu không con? Con thì nhậu. Có thường, không phải là thường nhậu mà ví dụ tuần ví dụ gặp bạn bè hay gì anh em đồng nghiệp á thì có nhậu. Còn hút thuốc thì con đang trong từ thời gian cai. Nếu cai được thì tốt, chứ cả nhà cô từ ba nó dưới em rồi không có ai hút thuốc hết. Dạ dạ. Còn nhậu thì nó có mức độ thôi thì được. Dạ, con sẽ cố gắng. Thôi được rồi, bây giờ cũng không còn thời gian nữa. Dạ. Chúng ta hãy kiểm tra lại tất cả mọi thứ nãy giờ mình trò chuyện để xem trái tim mình nó có rung động hay chưa. Bởi vì khi đến đây có rung động chúng ta mới bấm, còn không rung động thì không bấm. Em nói em suy nghĩ gì về người đối diện? Mới gặp bạn thì anh nghĩ sao thì anh cứ nói. Đúng vậy rồi. Đi nó cứ không ra là... giờ nó không ra đâu, lúc nhiều khi xong rồi mới suy nghĩ ra mà giờ không lộn ra được. Thanh nợ nữa không? Anh phải ráng nặng ra đi chứ sao anh nợ em hoài vậy. Anh còn nợ em thôi em, nếu không nói được đi. Thì thôi. Dạ. Chúng ta thể hiện bằng nút bấm nha. Một cô gái rất là năng động, một cô gái rất là mạnh mẽ, một cô gái rất xinh xắn, một chàng trai cũng thế, nhưng đôi khi cũng hơi rụt rè bối rối. Nhưng đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định cho cả cuộc đời của mình. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Chúng ta không thể bấm nút vì bất kỳ điều gì. Bấm nút khi con tim mình đã rung động các bạn nhé. Chuẩn một, bị. 2 3 Hết thời gian. Xin mời bạn. Mua. Em không bấm. Tại sao bạn gái lại không bấm? Dạ em cần một người trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và có chính kiến riêng của mình. Dạ. Tại anh nợ em nhiều quá đúng không? Anh cứ nợ không, anh không trả lời đúng không? Dạ. Đây cũng là do lỗi của mình đó. Dạ. Thật sự cô gái anh nghĩ rằng là rất là dễ tính thương đó. Rất cá tính. Nhưng không sao, anh nghĩ rằng là trong cuộc sống đôi khi nó cũng có những trắc trở như vậy. Biết đâu những cái trắc trở phong ba bão tố nó giúp mình trưởng thành hơn. Và biết đâu điều kiện thì hai em cũng sẽ có thể gặp gỡ với nhau. Dạ. Đầu tiên nhìn là hai bạn rất là xứng với nhau. Nhưng mà đúng là trong cuộc nói chuyện em hơi thiếu một cái sự quyết đoán một chút. Em phải
mạnh mẽ anh, em cứ bị lừng khừng làm người phụ nữ người ta không có cái niềm tin. Em không có niềm tin. Đúng rồi. Dạ, đôi lúc nhiều khi em run á. Em run đúng không? Dạ. Cũng có thể cũng như có vậy. Cũng có thể như vậy. Anh nghĩ rằng một chàng trai cũng đẹp trai mà, cũng bản lĩnh đấy. Nhưng mà thôi, có duyên cũng có phận, nhưng biết đâu sắp tới chúng ta cũng có phận với nhau. Quan trọng là do em có quyết liệt hay không thôi. Dạ. Cơ hội cũng có thể còn đấy. Rồi, bản lĩnh hơn chút xíu. Hồi nãy là mới những cái ưu điểm, nhưng mà em có những khuyết điểm gì? Tính này rất là thẳng và cũng hay nóng tính. Mức độ nhẹ thì em có thể vẫn trao đổi qua lại được, nhưng mà cái giọng nói em nó sẽ lớn hơn so bình thường. Em tên là Trần Đăng Tùng. Hiện tại em đang công tác tại phòng kinh doanh bên lĩnh vực báo giá. Báo giá tức là kiểm tra giá xong rồi báo cho khách hàng. Không, tức là em làm ở trong cảng cả Sài Gòn bên quận 2 bên Cát Lái á. Khi mà container nó vào nó có hư hỏng gì, em là người ghi lại cái hư hỏng đó. Còn nó không hư hỏng thì thôi đúng không? Nếu nó không hư hỏng thì thôi. À, tức là khi người ta nhập hàng vào mình kiểm tra rồi mình báo thôi. À, đơn giản như vậy. Mình bao bạn bao nhiêu tuổi? Em năm nay 28 tuổi. Quê ở đâu bạn? Dạ em quê Thanh Hóa. Rồi, bạn nữ mình hãy giới thiệu về mình. Em tên là Trần Thị Minh Trương ạ. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh trong một công ty chuyên ngành về thiết bị vệ sinh. Quê em thì ở Quảng Nam ạ. À, làm thiết bị vệ sinh hả? Những thiết bị trong nhà tắm hay nọ chị. À, bếp nhà tắm dạ. À, mình có những sở thích gì? Em thích nấu ăn. Sở trường của em là cắt bún gỏi và em nấu mì Quảng á chị. Tại đặc sản của quê em. Đúng rồi, Quảng Nam ha. Em cũng rất là thích đi du lịch, đặc biệt là rất thích biển ạ. Em cũng mong muốn là sau này em với người yêu đi được nắm tay đi dạo biển. Trời ơi, lãng mạn quá. Sao bạn thích nắm tay đi dạo biển với bạn gái không? Dạ em cũng thích biển, cũng thích ăn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một người bạn thế nào? Thì bạn nữ là nhẹ nhàng, dễ thương, biết quan tâm tới tất cả mọi người. Nếu có thể thì biết nấu ăn một chút thì tốt. Rồi, bạn kia thích nấu ăn rồi đó. Biết nấu ăn ngon. Ừ. Mình tìm một người đàn ông như thế nào? Dạ, bạn nam là cao từ 1m67 trở lên, nhưng mà gương mặt thì ưa nhìn, không mập không ốm. Bạn nam là phải biết tự lập, có chí cầu tiến, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Bạn đó trai nghe rồi. Những cái tiêu chuẩn đó thì bạn cảm nhận mình được đạt được bao nhiêu phần trăm? Tự lập. Có tự lập. Có tự lập. Đúng rồi, bạn từ mình mà. Đúng rồi. Từ khi mà học phổ thông thì bắt buộc là phải tự lập nhiều rồi. Gì nữa? Tiêu chuẩn cao quá hả anh? Không có, mà là chỉ nghe nhớ được là có tự lập thôi, còn mấy cái tiêu chí kia là em cao 1m mấy? Chưa nghe hết, chưa nghe hết. Đủ hết. Em cao 1m68. Dư được phân. Dư phân. Quan tâm đến người xung quanh, gia đình. Cái đó thì là em sống cũng tình cảm, nhưng mà có một cái nhược điểm là không biết thể hiện nó không hiện ra ngoài đúng không? Đúng rồi. Mình giữ trong tâm thôi. Cái điều gì không thích ở người bạn trai của mình? Không hút thuốc. Tại vì em bị dị ứng với cái mùi thuốc á, em không có thể ngồi bên đây không có thuốc. Dạ. Thứ hai nữa là phải gọn gàng, đó, ví dụ như là đi làm phải quần áo là phải ủi, rồi tóc tai thì ví dụ râu đi thì dài thì phải cắt cạo đi. Bên đây rất gọn gàng, không bao giờ có râu. À, gọn gàng, quần áo ủi, trai sạch sẽ. Còn gì nữa không? Khi mà em nhìn á, ánh mắt đầu tiên của em nhìn em có cảm tình là được rồi ạ. Cũng đơn giản, mặc dù đưa ra nhiều tiêu chuẩn nhưng mà cái câu kết là khi nãy em nhìn thấy được là được. Mình có những ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Thì em cũng là một người rất là tự lập, em rất là năng nổ và nhiệt tình. Em thích nghe nhạc và thích hát. Bây giờ em có thể hát một câu. Dạ được. Xa hơn dấu vết cõi tình đau thương mênh mông, qua đi trong mưa những tháng ngày buồn mịt mùng, gian đôi tay ngoan đó yêu thương đàn về, và từ đây ta tự coi mê. Nghe dân Thanh Hóa hát nè, mời em. Sở thích của em là em thích nghe nhạc dân ca. Xin tặng mọi người một bài dân ca. Dân ca. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh, hoa trái đưa hương, thuyền ai mênh mông, giọng hò dễ thương. Thôi được rồi, đủ rồi. Quên mất rồi. Gì vậy trời? Bạn bên đây hơi là rung. Tôi nghĩ rằng cái cá tính hai người thì bạn bên kia bản lĩnh hơn chút xíu. Hồi nãy là mới những cái ưu điểm, nhưng mà em có những khuyết điểm gì? Tính này cũng rất là thẳng và cũng hay nóng tính. Mức độ nhẹ thì em có thể vẫn trao đổi qua lại được, nhưng mà cái giọng nói em nó sẽ lớn hơn so với bình thường. Còn mức độ mà nặng hơn, cao hơn á thì em sẽ không nói nữa, em ngừng, em im lặng và em bỏ đi ra ngoài. Em chào anh ạ. Mức độ là cao nữa, tôi làm căng thẳng lên nữa rồi sao? Không, tới cao là em đã đi rồi, là anh không làm được gì nữa đó. Kéo tôi là kéo lại luôn. Anh kéo em cũng im à. Tới mức là em im mà không ai làm được gì em nữa đâu. Được. Cô rất là chững chạc. Thường lắm.
cái này mới quan trọng nè. Anh mua đất rồi. Có không? Có. Thiệt không? Biết. Ở Hà Tĩnh hả? Anh mua đất rồi, mua đây Sài Gòn nè. Sao chuẩn bị biết? Xây, thiếu tiền xây. Hùng vô xây. Gì vậy trời? Em thì em thích một người nào đó gọi là mạnh mẽ một chút. Làm em sợ. Làm em sợ chi? Có người chỉ bảo em thì em ngoan hơn. Này không biết chỉ bảo đến hỏi chỉ bảo được nha. Anh khoe là em hiền. Em mới mua đất đúng không? Hay lắm anh biết không à. Ủa nó chơi có thiệt hả? Có thiệt. Đất đâu vậy? Dạ có chín. Mà mua có tiền đất rồi là có tiền xây. Anh nói em nghe, giờ chỉ cần hả, nếu mà có đất rồi á, có 100 triệu, 50 triệu cũng xây được cái chòi ở. Nhưng mà ý là có ý định gì mượn tiền bạn gái xây không? Dạ không. Ừ đó, đừng có nghe lời Linh số 7 nha. Không, khi nào mà yêu nhau mà chuẩn bị đến kết hôn thì có thể Hùng người góp gạo thổi chung cũng được. Dạ đủ anh. Đủ không? Dạ đủ. Trời ơi cô ơi, từ từ, cô làm gì cô muốn chồng dữ vậy? Để tôi thương lượng. À mình không thích cái điểm gì á người bạn gái? Lụm thụm. Lụm thụm. Tức là không gọn gàng. Bên kia gọn gàng sạch sẽ, không ở dơ, yên tâm. Còn gì nữa? Không phải là cần là đẹp lắm nhưng mà nhìn được. Bên kia hơi bị được. Cái từ được thì nó rộng lắm. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Như ca sĩ Minh Hằng. Nè, bạn có tật xấu gì không? Nghiến răng, ngoáy mũi. Nghiến răng thì răng là... Ngủ hay là bình thường? Ngủ lúc ngủ á. Ngủ không biết thôi. Nhưng cái chuyện ngoáy mũi là mất lịch sự lắm, đôi khi nói chuyện người ta cứ... Không. Em ngoáy khi mà có một mình em. À thì được. Thì ai thấy đâu. Chứ đừng có đứng trước mặt ta, về gặp bà già vợ cái... Ba sao giờ ba? Yên tâm, cô kiểu điều khiển được, tôi biết mà. Được không? Được rồi. Em có đi với ai không? Có, em đi với hai chú em. Chú ruột hả? Dạ. Tôi chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Tôi là, và chú Viên này là chú ruột của cháu Tùng. Hôm nay thì cháu có nói là chú hôm nay chú đừng xuống cơ quan nữa. Chứ vì hỏi cháu là tại sao lại không xuống cơ quan nữa. Và hôm nay cháu có vợ rồi. Tôi có nói một cái là bà mới hôm nay có vợ rồi thì chú cũng không đi làm nữa. Gia đình cháu á, thì cháu là con một. Bố năm nay đã về hưu vừa rồi. Nên bố mẹ thì cũng trông cho cháu là có vợ thôi. Chú thấy là cô bên này cũng được. Còn là làm sao các cháu thống với nhau mà phải có cái tình cảm. Thứ hai nữa là phải thương bố mẹ vì nhà cháu có mình cháu thôi. Chứ nếu không may mà lấy những cái cô mà cháu hiền quá, đâm nhiều khi cô nó sai, mất lòng bố mẹ. Anh chú thấy cái này là quá tốt rồi. Bao nhiêu năm cháu vẫn bơ vơ một mình rồi. Còn nếu như cháu bây giờ mà cháu đồng ý thì cháu tổ chức cưới. Chú lo. Thì chú cho hết tiền bia. Hay ôi quá. Ôi trời ơi, tốt quá. Cũng cho hết tiền bia. Đất thì là tôi đã mua cho sẵn rồi. Cũng đang chuẩn bị, nếu như cháu chỉ cần ưng ai là chú sẽ cho vay tiền làm nhà. Rồi ngon luôn. Chú thấy thế là đẹp quá rồi. Rồi cảm ơn chú. À, bạn em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với chị dâu với lại những người bạn của em đó. Em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyên Linh. Lúc nãy bạn Trương có nói là bạn có nóng tính. Bạn nói nóng tính thì hơi bị quá. Là bạn thẳng tính thôi. Bề ngoài bạn thì bạn rất là sôi nổi, nhưng mà là trong bản chất của người bạn á thì rất là sống rất là tình cảm, người thân trong gia đình quan tâm rất là nhiều. Bạn Tùng này á thì hiền, thấy chân chắc. Theo ý em thì hai bạn nên cho nhau cơ hội, nên bấm nút đi. Đó là những ý kiến rất là chân thành của những người thân của ông mình đó. Bây giờ phần còn lại đó là quyết định do của hai bạn. Rồi. Kéo màn lên. Kéo màn lên. Mình có 2 phút để nhìn thẳng vào mắt nhau bạn nha. Bây giờ bạn tưởng tượng người phụ nữ phía bên kia bức rèm như thế nào? Tưởng tượng đi. Không biết nói sao. Không, cứ nói đại đi, tưởng tượng sao nói vậy? Cao. À, cao. Nghe giọng nói có vẻ thanh thanh. Thanh thanh. Không mập lắm. Ừ. Tóc trời, dài hay ngắn? Nghe giọng nói mà biết tóc ngắn. Tóc ngắn. Trời. Hai ba nhào vô ôm hôn liền nha. Hay vậy ta. Bắt đầu. Chờ anh. Trời, cậu chú với nhắc tuồng cái đem qua. Anh chờ tí, lại. Em cũng có quà. Mừng ngày gặp mặt ạ. Cảm ơn em. Dạ. Quan điểm của em là như thế nào về tình yêu? Là em yêu chân thành và nghiêm túc. Thì mình nên thẳng thắn chia sẻ và là mình bộc lộ hết tất cả tính cách của mình ra như thế nào để đối phương hiểu được và biết được có chấp nhận được hay không. Đang tìm hiểu thì cái đối phương của mình có những cái đặc điểm hay là những cái tính mà bản chất mình không cảm thấy là không thích, thì lúc đó anh sẽ muốn cái đối phương của mình á sẽ thay đổi theo ý của mình, hay là anh lại học cách, bản thân anh sẽ học cách chấp nhận những cái tính đó. Tức là trao đổi để cả hai bên cùng thấy nó hợp lý là được, còn cứ không nhất thiết là phải theo một người nào đó. Cảm nhận về nhau thế nào? Dạ nói chung là em cảm thấy có nắng rồi. Bạn trai cảm nhận như thế nào? So với cái trí tưởng tượng của em thì cũng không khác nhiều lắm. Anh thích con gái để tóc dài hay tóc ngắn ạ? Anh thích con gái tóc ngắn hơn. Dám nói tóc dài à?
Em có muốn nói gì với hai chú trước khi mình quyết định không? Đầu tiên thì con gửi lời chào hai chú, nhưng mà về thời gian thì con nghĩ phải có tiếp xúc thì con mới hiểu hơn về cái gia đình mình hay là như thế nào, tại vì khác vùng miền á. Chú có nói trước mắt thì chú thấy các cháu là được rồi, chú động viên các cháu. Về sau khó khăn như thế nào thì cũng có các chú ở đây cả. Các chú quân đội mà hiện tại bây giờ chú đang công tác ở bên quân đội. Tùng là lính của chú, vừa là cháu mà cũng vừa là lính. Tùng thì nó rất ít nói, cho nên là cháu cứ yên tâm, không phải suy nghĩ cái việc đấy. Chủ yếu làm sao các cháu cảm thấy hợp được. Từ nay đến cuối năm các cháu cảm thấy chỉ thông báo sớm một câu là chú gọi bố với mẹ vào thôi. Bây giờ bố mẹ ở có mình ngoài kia trông coi cả một cái gia tài ngoài kia, không có ai cả. Dạ, cảm ơn chú. Rồi đó, ổn rồi đó. Thấy các chú quyết liệt lắm rồi đó. Quá vững chắc. Đồng ý hẹn hò không hẹn hò đó là quyền quyết định của hai bạn. Sau 3 tiếng đếm. Chú là chú muốn có vợ lắm rồi đó. 3 2 1. Hết thời gian. Chị cứ lo là em không bấm. Chú lo lắm, chú sợ không bấm mà. Thôi hai người nắm tay nhau cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt đi bạn. Đấy, mạnh mẽ lên. Người mình người lính mà, đúng không? Đây. Chính thì mở với ai? Thì mở với bạn. Ở trọ hả? Dạ. Ở trọ chứ về nhà chồng Kiên Giang đi. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Ừ, nhưng mà tại vì nếu mà bạn như vậy cũng dễ mà. Bạn xác định là bạn về quê, quê bạn này là ở sát bên quê bạn đó đúng không? Đâu ở sát. Nó phải cũng xa. Ở xa. Dạ. Phải đi qua hai cây cầu. Đi qua cây cầu đi qua cầu cầu Dầm Cống ạ. Dầm Cống rồi đi xuống Trà Vinh, đi qua Vĩnh Long mới xuống Trà Vinh. Dạ. À, mẹ Trà Vinh hả? Đúng rồi. Bánh tét là cua bánh canh dạ, bánh biết con. Rồi mà cái địa lý tôi sắp cầu kè đó. Ôi ơi. Nói chung là anh nói nghe. Gia đình anh là Kiên Giang phát triển lắm nha em. Kiên Giang giờ cực kỳ phát triển luôn. Phải nói là như một thành phố hiện đại, có sân bay nè, rồi có đầy đủ hết trơn á. Quán cà phê nhiều hơn nhà đó em. Sân bay em đi máy bay được nhưng mà với em không có, chưa có sân bay. Mua vé máy bay đi. Đi. Sáng em ra sân bay sớm nhất. Em bay có chưa tới 45 phút tới Kiên Giang em ra sân bay em đón, vô ngân hàng rút tiền xài hết. Gia đình chơi. Anh gia đình anh là con thứ mấy? Anh là con đầu, anh còn một em trai nữa. Dạ. Thì hiện tại anh hiện tại em trai anh đang học lớp 12. Nó nhỏ hơn anh hơi nhiều. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà tương lai á thì hai đứa đến với nhau thì quan điểm về kinh tế, tiền bạc ai giữ, con cái con trai hay là con gái, hãy trao đổi với nhau luôn đi. Anh nhường cho em trước á. Em hả? Em thì con cái thì trai gái gì cũng được. Nếu mà con gái thì càng tốt. Thì em thích sửa soạn cho nó hơn. À, anh dễ mua đồ hơn. Anh cũng thích bé gái hơn. Mặc dù con nít thì anh cứ con nít là anh thích, nhưng mà vì thì anh vẫn ưu tiên cho bé gái hơn. Ừ, bé gái mà hai đứa còn dễ thương hơn nữa. Hai dạ. Đứa giống con người lên. À, thật chất á, anh nói thế này nha. Anh thấy cái nụ cười của em á, cái nụ cười của Nam á, nó rất hiền hiền. Cái nụ cười rất là phúc hậu luôn á. Dễ thương lắm. Nếu mà kết hợp hai nụ cười này đẻ ra gái đẹp lắm luôn á, nụ cười tươi hơn nữa luôn á. Đẻ ra mà nó giống nụ cười của anh là mệt luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời gia đình nhà gái. Mời đi cưng. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Đúng rồi, em... Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Huyền Linh, chào các vị khán giả và chào anh bạn cùng chơi. Em tên là Trần Thị Thu Thảo, năm nay em 27 tuổi, quê em ở Trà Vinh, hiện tại em đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Em làm ngành gì? Em làm nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Ở quận mấy Thảo? Dạ, em đang làm ở Bình Dương anh. Ở Bình Dương hả? Rồi, em trai. Dạ, lời nói đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn gái bên cạnh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Nam, năm nay em 31 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Kiên Giang ạ. Kiên Giang hả? Dạ. Làm đi từ dưới Kiên Giang lên đây tham gia chương trình. Dạ đúng rồi ạ. Ồ, rồi bạn ở Bình Dương. Dạ, em hiện tại đang ở quận 9. Em làm ở đây nhưng mà quê em ở Bình Dương phải không? Không, làm ở Bình Dương. Làm ở Bình Dương. Sống ở quận 9 mà quê ở Trà Vinh ạ. Ồ vậy đó hả? Trà Vinh với Kiên Giang là cũng miền Tây đó. Đây nhưng mà có gần không? Cũng hơi, cũng không gần lắm. Nhưng mà nói chung là
từ Trà Vinh đi qua Kiên Giang thì nó khoảng trăm mấy chục cây số, bây giờ có cầu Vàm Cống rồi đi cũng nhanh ha. Đi qua bây giờ phải tính từ Bình Dương chứ hả? Bây giờ phải tính từ Bình Dương không, chứ tính Bình... bạn dạ. Này làm từ Bình Dương thôi, nhưng bạn quê Trà Vinh dạ. Đúng không, bạn làm Bình Dương nhưng mà tối bạn có về quận 9 dạ, không có. Hay là ở Bình Dương luôn? Về quận 9 ạ. Nhưng mà giờ quê là... em Trà Vinh còn ai em gái? Dạ còn ba mẹ với hai đứa em ạ. Đúng rồi, vậy còn quê chứ mà. Hai đứa em đã có gia đình rồi. Vậy là giờ có đôi khi là mình về Trà Vinh chơi cũng được, ở cũng được mà ha. Dạ. Em ở Kiên Giang làm gì? Dạ công việc của em hiện tại là nhân viên văn phòng ạ. Mà làm cụ thể là cái gì? Dạ hiện tại em đang làm bên BIDV chi nhánh Kiên Giang ạ. À. Dạ. À. Chi nhánh hả? Bữa anh mới xuống hả? Dạ đúng rồi, thứ năm tuần trước anh mới xuống xong. Tặng gần 5 tỷ tiền bồn cho Kiên Giang đây đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa mua bồn đem vô khắp mọi nơi luôn. Dạ. Gần 5 tỷ tiền bồn á. Ôm thấy mùa nội luôn, đi cả tuần luôn. Nói chung á là Kiên Giang với Trà Vinh thì thật sự nó cũng không xa lắm đâu. Không có vấn đề nhưng gì mà, về địa hình hết á. Nhưng mà em là em dự định là em lập nghiệp ở đây luôn hay là sao? Hay là sau này là tính về quê sinh sống? Dạ nếu như mà cơ hội đến với nhau tìm hiểu được thì ở đâu thì em sẽ theo đó. À, anh ở đâu em sẽ theo đó phải không? Dạ. Rồi bây giờ em nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. À, điểm mạnh của em thì em thích nấu ăn, em vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, nhưng mà tại đông người quá nên em run, chứ bình thường mà gà đúng đài thì em nói gì lắm. Nói gì lắm hả? Rồi cái điểm yếu của em? Điểm yếu của em thì em run quá em. Đúng hả? Rung quá. Sao run vậy, không có run? Nói chị nghe coi. Điểm yếu của em thì em hay dễ xúc động với lại hay run trước mọi người đó. Hay run trước mọi người hả? Không sao đâu, em có đó bình thường thôi mà. Có đôi khi ta không quen với đám đông đó, ta run là chuyện bình thường. Bình thường thôi. Em nói chuyện dữ lắm. Ở dưới quê mà em lên nhà ngoại em mà nhà ngoại em chưa tới nên nghe tiếng em rồi. Rồi em có cái tật xấu gì không, ví dụ như là hay ghen tuông hay là hay có nóng em tính? Hay ghen, em ghen dữ lắm mà nóng tính nữa. Vậy còn hả? Vừa nhưng nóng tính rồi ghen mà bây giờ cũng bớt ghen. Vậy hả? Cái ghen mà cao điểm nhất là gì, là làm gì? Làm gì thì giận bỏ đi vậy. Giận bỏ đi đi ra ngoài xíu rồi bò về. À vậy đó hả? Thôi vậy cũng được, nếu mà ghen nóng tính cũng không được, nhưng ghen bỏ đi là được. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Dạ ưu điểm của em là sống thật lòng và chân thành. Còn khuyết điểm của em là đôi khi hay quên và cũng hay nóng tính chút xíu. Em nóng tính hả? Thấy mặt em đâu nóng tính đến mức nhờ. Nóng nhất là em làm gì? Dạ nóng quá thì em xách xe em chạy một vòng hóng gió cho nó mát lại, nó nguội lại về. Cũng không sao. Dạ. Mà khi nóng dần bỏ đi, bạn này nóng lấy xe chạy một vòng hóng gió. Được. Em có mấy mối tình rồi? Dạ trước tới giờ em trải qua 3 mối tình rồi ạ. Dạ mối tình gần đây nhất thì kéo dài 2 năm và chúng em ngưng được khoảng 1 năm rồi. Ngưng 1 năm rồi. Dạ vâng. Lý ạ. Do tại sao chia tay? Dạ do có lẽ là duyên nợ nó không có đủ. Không được. Tại sao tụi anh cứ hay hỏi là tại sao chia tay, để chi? Để chúng ta biết được cái gọi là những cái gì mình chưa làm được cho những mối tình đó, để mình rút kinh nghiệm. Dạ. Để mình đồi đắp ha, cho cái mối tình mới này. Dạ. Thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân tại sao chia tay. Chia tay thì thiếu chăm sóc nè, thiếu quan tâm nè, hay là mâu thuẫn về này kia nè, đúng không? Phải tìm ra cái mấu chốt đó thì mình mới bồi đắp cái mối tình mới được tốt hơn. Dạ. Thì lý do bọn em chia tay đó là có lẽ là do cái phong cách sống của hai bên gia đình chưa được hợp lắm. Dạ. Chưa được hợp có nghĩa là tụi em chưa có tình yêu, chưa đủ lớn. Còn nếu tình yêu lớn thì thật sự cái đó vượt qua hết. Dạ. Rồi mời đàn gái. Em có mấy dạ mối em tình? Trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất là ở quê, sau đó em lên học ở trên đây. Và mối tình thứ hai là cách đây là 3 năm. Cách đây 3 năm rồi. Tại sao lại chia tay? Tại vì do là phân biệt vùng miền. Phân biệt vùng miền là sao? Nếu người Bắc á. À cái bạn kia người Bắc hả? Rồi có nghĩa là yêu xa quá rồi hay không? Cũng ở Sài Gòn nhưng mà gia đình không chấp nhận. À gia đình không chấp nhận, gia đình bạn đó hay là gia đình em? Gia đình bạn đó là không chấp nhận. Và 3 năm rồi.
chia tay ba năm rồi. Thì đó chia tay ba, dạ. Cái thời gian quen được lâu không? Là 5 năm. 5 năm trời. Rồi sau đó là không chấp nhận mà tụi em phải chia tay. Wow, dạ không, nói chung là lúc đầu quen á, là chấp nhận, nhưng mà thời gian sau á, là không chấp nhận nữa, nói là quen gái miền Tây ăn chơi. Cho nên là cũng đấu tranh nhiều lắm nhưng mà không được, cho nên em quyết định dừng lại. Có nghĩa lúc đó em mới có 24 tuổi thôi đúng không? Dạ đúng rồi, em đang học, em vừa mới lên học ở trên đây. Rồi và 3 năm là em khép trái tim lại không? Cũng có tìm hiểu nhưng mà cảm thấy không hợp. Cũng có rồi, tìm hiểu mấy mối tình. Một chút cái gọi là ký ức thôi. Bây giờ mình bỏ hết đi ha. Mình bắt đầu đến với hiện tại. Em gái đang tìm một nửa yêu thương của mình với mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chiều cao thì khoảng 1m65 trở lên. Có Người đừng có mập quá. Vừa người. Tóc thì hói như anh Quyền Linh được rồi. Hói như anh hả? Là không được hói hay là sao? Không được hói, hói cỡ anh Quyền Linh là được. Ít quá anh. Hói cỡ anh Linh thôi hả? Dạ. Em, dạ. Trời, em gái dễ thương. Anh thấy là người gái mà thích hói là anh khoái rồi đó. Còn hói gì cài người ta. Hói cỡ anh thôi, tức là không, tại vì hiện tại bây giờ hói cũng cấy tóc được. Đúng rồi, như hồi xưa. Chính xác. Hói hơn anh chút được không? Hả? Thì cấy thêm. Hói hơn nhiều nhiều nữa được không? Hả? Nhiều thì cũng cấy được mà. Trời, hối hết cũng cấy được luôn. Cũng được luôn. Hối không quan trọng, quan trọng là tình yêu thương thôi đúng không? Dạ. Vỗ tay cho em. Tôi nghe khoái hối là tôi khoái liền á, tôi chịu luôn rồi đó. Nói chung là thằng gái dễ thương quá, trời ơi, thằng gái số 1 luôn rồi xong. Trời đất ơi, gì vậy? Mắc cười quá à. Bên tôi đây thấy... ta chưa có nói một cái điều gì hết trơn trời. Tôi khoái thằng gái rồi đó, tôi chịu rồi đó. Bây giờ đàn gái là số 1 rồi đó, dễ thương luôn. Để chị coi đàn trai. Qua coi đàn trai đi. Nói chung là hơi hói hói chút thôi. Có như là ông đụng đến cái nỗi đau của ông gái là người nào mà đồng cảm là ông ưng liền. Đúng rồi. Em chào chị ạ. Rồi, bây giờ chị hỏi nè. Dạ. Lý do tại sao mà mình trẻ như vậy mà mình lại như vậy? Dạ, do là hồi năm 2 đại học thì em lên Sài Gòn học và em bắt đầu rụng tóc từ khi đó tới giờ và cũng đi khám và sử dụng nhiều loại thuốc nhưng mà không cải thiện được. Cho nên em chán em bỏ luôn. Vậy hồi xưa à? Đó dân biết không, hồi xưa mấy Linh là bị hói nhiều hồi xưa tại vì mình gội đầu bằng xà bông bột không á, rồi xà bông đá này kia rồi cái quá chất nó nhiều quá nó rụng thôi. Với thứ hai cái bệnh hói nó cũng là cái một trong những cái sinh lý bình thường của con người, cái gen mà ta hói chứ lòng ta tốt. Ta hối mà ta thương yêu vợ con người ta hối mà người ta có tiền ngân hàng mà trời ơi. Rồi cái chị hỏi nè, cái hình mẫu của em á, em mong muốn bạn gái của mình như thế nào? Dạ, cái điều mà em cần nhất ở bạn gái em á là phải hiếu thảo với cha mẹ. Dạ. Em thì em chỉ cần vậy thôi, tại vì quan điểm của em là khi một người con mà đã có hiếu thảo với cha mẹ rồi á thì những cái việc khác bạn ấy sẽ ổn. Điều này đừng có lo, bất kỳ ai cũng hiếu thảo với cha mẹ hết trơn á. Lâu lâu mới có cái người nào người ta gọi là đột biến gen thôi. Chứ không ai mà không hiếu thảo cha mẹ hết trơn á. Cô bên ông bị tăng động rồi. Gặp bé kia xong bây giờ tăng động theo luôn rồi. Hết tôi, sức là bình tĩnh. Tôi khoái cái vụ hói hói á, thích hói thì tôi khoái rồi đó. Tức là cái người đó em không cần biết đến ngoại hình luôn đúng không? Không, dạ thì thiệt là lùn rồi không có đẹp, mặt xấu quắc rồi tính sao? Dạ thì thực ra ngoại hình thì đối với em khoảng chừng 1m55 cũng được rồi ạ. Và em có 1m49 được mà anh. 40 cũng được đi em. Cái đó thì giống như kiểu là cái điều mà mình mong muốn thôi, còn khi mà thực tế như thế nào á thì có thể mình thay đổi được mà em. Thay đổi được mà dạ. Em em hình dung cái bạn bên đây sao? Anh bao luôn, xinh đẹp vô cùng. Em thì em thì bạn gái thì ở miền Tây thì con gái miền Tây thường là dễ thương. Trời, gái miền Tây dễ thương dạ. Số 1 luôn. Còn con trai miền Tây thì dễ cưng số 1 luôn. Là như anh Quyền Linh là số 1 rồi đó. Dạ. Tôi thấy tình hình vậy thôi, để hỏi gia đình đi. Cái ông này ông nôn nao quá rồi. Ông nôn nao bây giờ là em đi với ai à? Dạ hôm nay em đến với chương trình em đi cùng với lại anh em đồng nghiệp của em à. Anh em đồng nghiệp, rồi anh dạ. Em đồng nghiệp ơi. Người miền Tây dễ thương vô cùng. Em chào anh.
Alo, alo mi, anh. Mi của... Video khách mà. Alo. Rồi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả màn ảnh nhỏ. Là đầu tiên em xin chào chính, kính chúc chương trình là các anh chị trong ekip thật là nhiều sức khỏe, và chương trình là sẽ có tạo ra nhiều cái phần đặc sắc hơn và sẽ có nhiều cái ý nghĩa hơn. Thì em là hôm nay thì hồi tối đó thì hai anh em lái xe từ Kiên Giang đi lên, Nam với em đi lên từ Kiên Giang đi lên, và cũng báo với anh Quyền Linh và chị Hồng Vân thì gia đình em rất là yêu thích chương trình này. Hai vợ chồng với hai con thì cũng thường hay coi chương trình này vào buổi tối. Và em đi cái này thì bà xã em thì đồng nghiệp của Nam, còn em thì cũng làm trong ngành ngân hàng, nhưng mà hai chồng làm chung ngành, nhưng mà trực tiếp là bà xã, nhưng mà bà xã nó hơi anh đi thế em. Chứ không thôi thì hôm nay là bà xã và có con gái thì cùng đi nữa. Nhưng mà do là bận công việc cho nên đi không được, cho nên em đóng vai thế cách cà đơ. Cách cà đơ cho một cái cảm xúc về... Dạ. Thì Nam ơi, theo anh chị nhận xét thì bạn gái này rất là hiền lành, rất là chân thành. Và cũng cái đồng cảm là gì? Anh với chị á là cũng là Kiên Giang và Bến Tre. Còn em á, nếu sau này á, thì Kiên Giang và Trà Vinh. Thì hiện tại đó thì cái khoảng cách về cái không gian á, cái quãng đường á, nó đã được rút ngắn lại, chúng ta đã có cầu. Và em cũng biết lái xe nữa, cho nên là anh nghĩ rằng vấn đề đó không có thành vấn đề. Cái quan trọng là chúng ta muốn á, thì chúng ta tìm giải pháp, còn chúng ta không muốn thì chúng ta sẽ tìm lý do. Anh nghĩ là em nên bấm nút và sẽ chọn và sẽ tìm cho mình một cái người để mà tìm hiểu và để mà là có thể là sau này sẽ trở thành người vợ. Và cũng nói với em luôn thì Nam cũng rất là cái người con rất là hiếu thảo, cho nên là bạn ấy cũng muốn là cái người vợ của mình hoặc là người bạn gái của mình cũng là hiếu thảo. Và anh nghĩ rằng đàn ông mà hiếu thảo là cái đức tính số một, là hạnh hiếu là hạnh đầu tiên nhất của con người, nên anh nghĩ rằng hai bạn mà kết hợp với nhau là thật là tuyệt vời. Cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều. Em đi với ai? Dạ em đi với lại cha mẹ Dượng và hai người bạn ạ. Ồ, cả cha cả mẹ cả Dượng. Ba mẹ mừng ở quê mới lên. Ồ vậy đó hả? À rồi cô cầm video. Rồi mời mẹ, mời mẹ hoặc mời mời cha đi, mời mẹ trước đi. Cha mẹ hả? À có cha nữa hả? Rồi. Xin chào anh Quyền Linh. Chào anh. Dạ chào. Mới chạy Vinh lên luôn hả? Dạ chạy Vinh lên rồi không? Ở ao bà ôm không? Trên này Càng Long. À. Rồi mình thấy con rể tương lai này tính tình sao, hợp lý không? Thì nói chung là dòm chung á, thì thấy thì theo tôi thấy cũng là được, để đó cho hai cháu tìm hiểu nhau. À. Nhưng mà nếu như mình hai đứa nó hiểu nhau rồi thì khoảng bao lâu thì mình có thể cho đàn trai bước tới? Dạ tùy hai cháu. Muốn sao cũng được hết trơn hả? Trời, già vợ dễ quá ta. Tại vì cháu là gái thứ hai mà đã chưa có gia đình. Còn hai em đã có rồi. Còn mẹ thấy sao, cho mẹ nói một câu đi. Thấy thì cũng được đó, để cho hai đứa cháu nó chọn đi. Thấy rể tương lai này hợp không? Cũng hợp. Tóc tai có vấn đề gì không? Dạ không. À. Tóc tai á, trời ơi bây giờ nhiều công nghệ hay lắm. Đúng rồi. Ơi, không đứa cháu được về làm rể là có thể giống ông ngoại vợ á, ngoại vợ hối vậy á. À, dạ. Vậy chơi với ngoại hợp rồi. Dạ. Có gọi là người cùng kinh ngộ. Dạ. Rồi, cảm ơn gia đình hai bên. Bây giờ mình mở rào. Đúng rồi, mở rào nha. Đây, em quay vào đây. Vấn đề gì hết, công nghệ cấy cắm gì được hết. Dạ. Chào em. Hôm nay anh đến với chương trình thì anh có món quà là đặc sản quê anh gửi tặng em. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Rồi anh cảm ơn em. Ủa Kiên Giang đặc sản gì vậy em? Đặc sản gì dạ, vậy? Dạ nước mắm anh. Nước mắm Phú Quốc. Nước mắm hả chị? À nước mắm. Kiên Giang nhiều đặc sản lắm. Còn em tặng anh cái gì vậy? À em tặng anh là cuốn sách nấu ăn. Em thì yêu thích nấu ăn á, cho nên là em muốn là sau này có cơ hội thì chúng ta cùng nấu và cùng thưởng thức. Kết hợp với lại nước mắm của anh nữa, chắc kho cá ngon lắm á. Rồi, cảm ơn em. Rồi, ngồi đi cưng, hai đứa ngồi nói chuyện đi. Rồi,
hai em cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em sao ạ? À, anh thấy em cũng dễ thương, nụ cười cũng khá là tươi. Ủa em làm nhân viên văn phòng là em làm bên lĩnh vực nào? Em làm bên kho. À vậy hả? À, rồi thời gian làm của em là như thế nào? À, thời gian làm em thì em làm giờ hành chánh. Cũng nghỉ thứ bảy chủ nhật? À, không, thứ bảy thì được về sớm. À. Dạ. Rồi em có hay về quê không? Em cũng hay về quê lắm. Hồi xưa thì xuyên nhưng mà giờ đi xe máy á, nhiều cũng làm biến lắm. Đi xe đò thì bị xe xe cho nên em chỉ đi xe máy thôi. À vậy hả? Dạ. Từ em là hồi nãy em nói là em làm ở Bình Dương đúng không? Dạ. Rồi em ở là em ở đâu? Em ở quận 9. À, quận 9 em ở khúc nào? Ở chỗ ngã tư Đức á. À biết rồi. Thì nếu như mà chúng ta cho cơ hội thì anh sẽ hẹn hò như thế nào? Giờ thì sao nè, từ ở dưới lên tháng được mấy lần nè? Thì thực ra thì đường xá đi từ dưới anh lên trên Sài Gòn và Bình Dương thì cũng bây giờ cũng gọi thuận tiện, cho nên là anh nghĩ nó cũng không phải là trở ngại lắm. Thì, thường công việc của anh thì anh sẽ được nghỉ vào thứ bảy và chủ nhật, thì cho nên là một tháng thì có thể là từ 2 đến 3 lần vẫn được. Yeah. Nếu mà tình yêu đủ lớn á, xin chi nhánh ngân hàng BIDV. Đúng rồi, chuyển BIDV về Bình Dương luôn. Chuyển lên quá đơn giản. Dạ. Đâu có BIDV chứ, đâu không có tiền hết trơn á. Ờ. Có gì anh Linh hỗ trợ xin chuyển giùm em. Xin luôn. Tại vì tôi rồi gặp chủ tịch quản trị Phan Đức Tú xin chuyển luôn. Dạ. Được không? Dạ, tại vì là hiện tại ở nhà anh á thì neo người. Ba mẹ thì cũng sức khỏe thì cũng không được tốt lắm, cho nên anh xác định là anh sẽ ở Kiên Giang luôn. Thì em nghĩ sao về cái vấn đề là em làm dâu xa? Em chuyện làm dâu thì nó không thành vấn đề. À. Nhưng mà nếu mà tình cảm đủ lớn thì cái gì cũng được. À, rồi, cảm ơn đó, tình cảm lớn gì cũng được, nhưng mà em ở cuộc chính em ở với ai? Em ở với bạn. Ở trọ hả? Dạ. Ở trọ chứ về nhà chồng Kiên Giang đi. Kiên Giang mình đẹp làm sao không? Ừ, nhưng mà tại vì nếu mà bạn như vậy cũng dễ mà, bạn xác định là bạn về quê, quê bạn này là ở sát bên quê bạn đó đúng không? Đâu ở sát, nó xa. Phải cũng xa, ở xa. Dạ. Phải ở đi qua hai đâu? Cây cầu, đi qua cây cầu đi qua cầu cầu Dầm Cống ạ. Dầm Cống rồi đi xuống Trà Vinh, đi qua Vĩnh Long mới xuống Trà Vinh. Dạ. Bạn này ở Trà Vinh hả? Đúng rồi. Bánh tét Trà Cuông, bánh canh biết có. Rồi mà cái địa lý tôi không dành kè đó. Ôi ơi. Nói chung là như này, anh nói nghe. Gia đình anh là Kiên Giang phát triển lắm nha em. Kiên Giang giờ cực kỳ phát triển luôn. Phải nói nó như một thành phố hiện đại, có sân bay nè, rồi có đầy đủ hết trơn á. Quán cà phê nhiều hơn nhà đó em. Sân bay em đi máy bay được nhưng mà dưới em không có, chưa có sân bay. Mua vé máy bay đi. Sáng em ra sân bay thứ nhất. Em bay có chưa tới 45 phút tới Kiên Giang, anh ra sân bay anh đón, vô ngân hàng rút tiền xài hết. Gia đình anh là con thứ mấy rồi? Anh là con đầu, anh còn một em trai nữa. Dạ. Thì hiện tại anh hiện tại em trai anh đang học lớp 12. Nó nhỏ hơn anh hơi nhiều. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà tương lai á thì hai đứa đến với nhau thì quan điểm về kinh tế tiền bạc ai giữ? Con cái, con trai hay là con gái, hãy trao đổi với nhau luôn đi. Anh nhường cho em trước á. Em hả? Em thì con cái thì trai gái gì cũng được. Nếu mà con gái thì càng tốt. Thì em thích sửa soạn cho nó hơn. À, anh dễ thích, mua đồ hơn. Anh cũng thích bé gái hơn. Mặc dù con nít thì anh cứ con nít là anh thích, nhưng mà gì thì gì anh vẫn ưu tiên cho bé gái hơn. Ừ, bé gái mà hai đứa còn dễ thương hơn nữa. Hai dạ. Đứa giống gần mình. À, thật chất á, anh nói thế này nha, anh thấy cái nụ cười của em á với nụ cười của Nam á, nó rất hiền hiền, cái nụ cười rất là phúc hậu luôn á, dễ thương lắm. Nếu mà kết hợp hai nụ cười này đẻ ra gái đẹp lắm luôn á, nụ cười tươi hơn nữa luôn á. Đẻ ra mà nó giống nụ cười của anh là mệt luôn. Đúng. Đâu Linh cười lại Vân coi coi nè, lên phải bên đây cười coi. Rồi nụ cười của anh Linh rất là phúc hậu đó. Giống em. Giống nụ cười dạ. Anh là cũng mệt lắm á. Nó giống mà. Thôi nói chung hai đứa nói chuyện đi.
Thì khi nào có dịp á thì anh mời em về quê anh chơi cho biết. Nhưng mà em bị say xe thì đi bằng gì? Đừng có sợ say xe, anh chở xe máy đi cũng được nữa. Đi máy bay đường Nam. Dạ, đi xe máy thì đi máy giờ bay. Thấy hơi nguy hiểm, đi máy bay cho nó đúng nhanh rồi, gọn. Dạ. Vé máy bay không bao nhiêu trơn á. Dạ. Thấy không? Anh đi, bay khi còn rẻ anh hơn đi xe đò lên anh rước em xong rồi đi máy bay về cho đỡ tốn kém. À vậy cũng đỡ. Hay, được đó. Em về Kiên Giang một lần em sẽ thích thôi. Dạ. Em cũng thích đi du lịch lắm nhưng mà vấn đề là bị say xe cho nên là hạn chế đi đâu, đi xe máy thì tới đâu cũng đi được hết. Theo như anh được biết á, nếu say xe thì đi học lái xe và làm em tài cũng, xế là sẽ hết say. Em cũng định nếu mà có cơ hội thì sẽ học. Nam sẽ tạo điều kiện cho cô ấy học lái xe không? Dạ được ạ. Đó thấy dạ. Chưa được đó em. Được á. Anh thấy giọng nhờ. Nói của em thế nào? Giọng nói ở miền Tây thì rất là dễ nghe, nghe cũng ngọt ngào. Em giọng của em nó không ngọt ngào đâu, nó khâu khâu. Nhiều khi mà em nói chuyện điện thoại á, người ta cứ tưởng con trai không mà, cho nên là nhiều khi buồn lắm. Tại sao em nhiều khi mặt dễ thương. Nhiều khi nghe qua điện thoại nó sẽ không rõ bằng nghe trực tiếp. Bây giờ là Nam. Dạ. Em tiến đến cô gái em nắm tay, em hát một bài nào đó. Đúng rồi. Ngọt ngào lấy tình cảm cô gái. Đúng rồi, nào. Vậy đi. Mạnh dạn lên chàng trai Kiên Giang. Thấy không? Đi gồng quá vậy, đi thoải mái lên coi. Thôi, đến với chương trình á thì anh cũng hát tặng em một đoạn. Mặc dù anh hát không hay nên thôi em gắng nghe. Nắm tay, tiến tới nắm tay luôn em nào. Em cũng hát không hay nữa. Nhưng mà em thích hát. Xíu em hát em trả lời cho anh. Đúng rồi, okay. Không cần hay, quan trọng là cái hát bằng tâm hồn, bằng tấm lòng thôi. Hai, nào, đứa, hai đứa đứng lên đề ba đi, nắm tay đi. Là... Thôi, anh xin phép ha. Nhìn thẳng vô mắt nhau hát. Sao tự nhiên em quên lời mất tiêu rồi. Đừng có hát bài hát ngân hàng BIDV. Bị rối á, bị rối á. Hát bài gì? Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin, nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, tình đôi ta cũng sẽ không xa rời. Hay quá. Đáp liền, để nguyên. Rồi, đừng đáp lại, đáp lại liền em. Đã nắm tay nhau thật chặt thì không có buông. Nắm cho tới Kiên Giang luôn. Em cũng xin hát tặng anh lại một bài. Mười ngón tay ôm tình đắm say, ngón chiếc tim em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Thôi được anh. Rồi, cảm ơn em. Nói chung là hai người này á là tự dưng mà nói chuyện về tay hết á. Ngộ lắm, ngón ghế, tay ghế ngồi đây là rồi. Nắm tay. Về ghế ngồi rồi. Đi Nam. Thôi, chuẩn em gái ngồi đi. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã nói chuyện ha. Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa các bạn. Để tay mình nút bấm đi. Kiên Giang và Trà Vinh. Người miền Tây dễ thương vô cùng. Hãy cảm giác thật sự xem trái tim mình nó có rung động với đối phương chưa. Thật sự chúng tôi cũng không ép làm gì với cái sự rung động của trái tim. Nếu không rung động thì không cần bấm. Nếu rung động thì hãy cho nhau cơ hội. Biết đâu chúng ta sẽ tiến xa hơn. Ai cũng dễ thương cả. Chàng trai Kiên Giang rất là dễ thương, chân tình. Cô gái Trà Vinh mộc mạc, đơn sơ, dễ mến. Hai em đều có nụ cười rất là tươi. Nhưng chúng ta phải đưa ra quyết định và có trách nhiệm với quyết định đó. Bấm nút không phải để hẹn hò uống cà phê chơi, hay là bấm nút không phải để vừa lòng bất kỳ ai, mà phải bấm nút là phải hẹn hò và trao duyên với nhau để tiến xa hơn đó. Nó quan trọng lắm nha các bạn. Nếu không bấm, chúng ta để cái nút bấm đó cho người khác. Đừng có bấm vì bất kỳ điều gì. Chuẩn bị. Và bây giờ
chuẩn bị nha. Dạ. Sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 và 3. Hết thời gian. Ủa, em có bấm không? Sao nó không ăn? Sao nó không vô hả? Tôi bấm lại coi. Bấm mạnh vô. Bấm mạnh vô. Đó. Trời ơi. Em làm anh giật mình luôn em. Thiệt gái. Trời luôn á. Có bấm không? Bấm mấy lần không? Bấm không, không vô. Bấm không vô hả? Bấm. Cái ông nội kỹ thuật cái bấm mà không vô. Bấm tay vô đi. Tôi lo cặp này ghê á. Hay thì nắm đi, nắm tay thật chặt vô. Nắm tay thật chặt. Nè. Nói thật chất á, anh nhìn cô gái vẫn còn một chút băn khoăn điều gì đó. Nhưng mà anh nói em gái nghe nè, nam á rất là chân thành đó nha. Đây là người tốt nè. Vấn đề tóc tai đừng quan trọng ha. Cười rất tươi nên có tóc mới đẹp trai nha. Trời ơi, cái này nha. Bây giờ đơn giản lắm. Đúng thế, rồi. Thế anh Chí Tài không? Mỗi ngày một kiểu tóc đó. Đúng rồi. Mà rất đẹp luôn. Đẹp luôn. Ừ. Ha, không lo gì trơn á. Nha. Dạ. Mà có băn khoăn không? Dạ không. Đâu có băn khoăn gì đâu, vui. Có đồng minh ở nhà nữa đúng không? Nãy mẹ nói lại gì quên rồi. Ông ngoại. Ông ngoại. Dạ. Trời ơi, nè, về là ông ngoại cứng nhất luôn. Nói sao cho ông ba ngoại. Ba mẹ với ông ngoại là đồng minh rồi. Ừ, đồng minh rồi, nhưng mà tại vì ba mẹ có đây rồi, nhưng mà ông ngoại đang đúng coi rồi. Truyền hình. Giờ thưa ông ngoại. Hôm nay có con về với ngoại rồi, ngoại đúng ơi. Rồi. Vui cả nhà nha. Rồi nói gì với ba mẹ với gia đình của bạn gái đi. Dạ, chào cô chú ạ. Thì hôm nay con với em đến đây là một cái duyên. Thì con với em cũng mong là sẽ có thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Và nếu như được thì sẽ tính chuyện xa hơn ạ. Dạ, con xin phép ạ. Dạ, hứa gì đi. Dạ, con hứa là nếu như mà thì con tiến xa hơn, con lo. Dạ, con xin hứa là nếu như mà con mà có duyên nợ mà tiến xa hơn thì con sẽ chăm sóc cho em chu đáo ạ. Nói gì cho ông ngoại vui đi. Coi như ông ngoại đang coi truyền hình đó. Ngoại đang coi đó chắc chắn luôn đó. Còn không thôi em nói đi, em nói với ngoại đi. Em nói với ông ngoại. Nói không, ông ngoại sao có đồng minh đi. Nói ông ngoại ơi, ngoại vui rồi đó. Nói ngoại bữa, mình bữa nào nói về đi. Thăm ngoại chơi vui đó. Ngoại em cũng lớn tuổi rồi. Nhưng ngoại sẽ coi đó. Coi, ngoại em tôi lớn tuổi nhưng mà cũng còn tin lắm ạ. Thì đó. Thôi bây giờ có nói không? Không nói thì bây giờ thể hiện luôn đi nè. Thể hiện luôn nè, một cái hôn má rất là ngọt ngào cái nè. Dạ, con xin phép cô chú ạ. Anh xin phép em nha. Vô, tấn công. Thơm không? Dạ thơm. Nói thiệt. Nó tóc tai vô đàng hoàng, đẹp trai lắm á. Đẹp trai lắm á, thiệt mà. Ôi, đẹp trai đó nha, sáng sủa luôn á. Rất là cao nha, cái miệng tươi thiệt là tươi. Tươi tươi đó. Mà cô này cũng nét rõ ràng lắm nha. Này giống như mà la chút người Khmer đó. Đó, da mặt cũng rất là đẹp luôn á. Ấn mặt này đẹp lắm á. Hai đứa đẻ con còn đẹp hơn nữa, để sớm đi. Dạ. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ. Cố gắng vui lên. Mình phải giữ một cái phong thái, phong thủy nó tươi vui thì cái công việc nó thuận lợi và thành công hơn nữa nha. Dạ. Họ mới đi Kiên Giang bán nước rửa chén nè. Nước rửa chén, nước lau sàn Amity, nước giặt xả, nước rửa tay Amity. Các bạn sẽ được sử dụng 1 năm miễn phí nếu như các bạn đăng ký kết hôn nha. Chi nhánh dưới Kiên Giang ngay chợ có bán. Đây cưng. Đây là món quà của thép Vina QA, thép Nhật Bản, bộ son môi 5 màu rất đẹp luôn. Còn đây luôn nha, sẵn của thép luôn nè. Còn đây á, là nếu như các bạn kết hôn thì các bạn sẽ có một cái phong bì giá trị tiền mặt là 20 triệu của thép Vina QA làm quà tặng cho các bạn nha. Mỗi đứa sẽ nhận được một phần quà của mắc hair vi uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Thôi này để cho luôn cho hết luôn đi. Ừ, đó, để mình luôn. Dành cho nó hết luôn, bữa nào tặng thêm mới nữa. Sau 1 năm khác luôn. Anh nhớ tài trợ giùm em nha. Có, anh xin tài trợ luôn. Không thiệt mà cái này tốt lắm á. Ừ. Cái này uống vô là nó uống mọc. Vài bữa nó mọc từ từ dài. Nếu như mà nó có rụng hết bắt đền Huyền Linh. Được, anh lo cho. Không, cao lắm mượn bộ tóc giả của Hồng Dân 10 triệu. Trời ơi, tôi chán cái ông mối ông mai này lắm luôn á. Chán trường. Tất cả bây giờ, tất cả em yên tâm đi.
Trời ơi, cầm giùm bạn đi. Đưa bạn kia cầm cái kia kìa lên lấy giùm cho anh ta. Rồi. Ông làm như ông soi tôi, ông chết thì sao đó ông Linh. Nói chứ tại anh khoái câu nói của em là thích hói kệ nó, hết nhiều cũng thích ha. Sửa được mà. Rồi, thôi chúc hai đứa cố gắng tìm ra điểm chung để ở chung suốt cả cuộc đời này luôn. Dạ. Vậy đi ha. Dạ. Rồi về Kiên Giang chạy Vinh chơi đi mấy đứa. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chị. Rồi, chúc dạ. Anh Phúc nghe cơ. Dạ. Gửi giờ là về thăm chi nhánh GIDV Kiên Giang nha. Dạ, cảm ơn anh. Em đi trước đi, em đi trước đi. Bộ phận. Thành công mỹ mãn, thực sự là thành công mỹ mãn. Cái cặp này mà ráp vô trời tôi vui dễ sợ luôn. Nhiều khi em sẽ hết giận ngay lúc đó. Là người dạ. Thích lãng mạn đúng không? Dạ. Em trai có lãng mạn không? Có lãng mạn. Cái được anh. À bên đây chăm sóc được nha. Dạ. Rồi, thôi được á. Dạ. Thấy rằng cũng ổn đó. Dạ. Rồi, nhà gái thấy ổn ha. Bây giờ để nhà gái qua coi. Nhưng mà thí dụ như được thì sau này ví dụ như là em về Bình Dương sống được không? Về đó làm việc được không? Cái đó thì em nghĩ là nếu mà tình yêu đủ lớn thì Bình Dương với Hồ Chí Minh cũng gần, không có xa. Quan trọng là mẹ em là rất là mong có con rể rồi, nên nhiều khi mẹ chịu là em cũng chịu luôn. Rồi là làm dâu vẫn được đúng không em? Dạ. Làm dâu tốt đúng không? Dạ. Rồi khi nào tiến tới hôn nhân được? Dạ. Để nhà trai tới được? Theo nghĩ thì trong vòng khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm. Rồi, chào bạn. Dạ, chào chị Cát Tường. Rồi, mình không thích cái điều gì ở người bạn gái, người vợ tương lai của thì mình? Thì nói nhiều thôi. Vậy ghen thì cũng có chừng mực. Nhưng mà ví dụ người ta ghen đúng mà, mình có lăng nhăng không? Dạ không. Dạ không chị. Sao bạn biết bạn không lăng nhăng? Dạ hiện tại chưa có chị. À hiện tại chưa có. Mình nhưng mà tương lai thì có không? Trong suy nghĩ có hình thành cái suy nghĩ đó hay không mới là quan trọng. Ghen từ trong suy nghĩ lên nha. Dạ. Sao? Quen anh là em cứ anh đảm bảo ok, anh sẽ lo và chăm sóc cho em tới suốt cuộc đời này. Em cứ yên tâm vấn đề đó, điều kiện nhà cửa thì anh cũng đã, kinh tế cũng đã ổn định. Công việc cũng ổn định, anh là viên chức nhà nước. Cho nên em vấn đề đó em không cần phải lo. Nhưng chị hỏi anh câu nè, sức khỏe ổn định không? Sức khỏe quá khỏe chị. Quá em khỏe cũng, dạ. Sao chị thấy yếu yếu vậy? Chắc không? Khỏe không? Dạ khỏe thiệt chị. Khỏe thiệt. Khỏe không? Dạ. Một xíu nữa làm gì nói cho cô thể hiện sức khỏe cho cô thấy nha. Dạ. Nhìn thẳng mặt tôi coi. Dạ. Được không? Dạ được chị. Dạ, bây giờ chị nào tiến tới hôn nhân được? À, tớ thì theo bạn nữ thôi. Em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bạn gật đầu đồng ý là rất dàn. Xin chào quý khán giả có mặt trong trường quay cũng như chào hai MC, chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào bạn nữ bên tấm rào của tình yêu ngày hôm nay. Đến với chương trình thì cũng hy vọng rằng tìm được mảnh ghép tình yêu của mình để hoàn thiện bức tranh về tình yêu. Và tôi xin tự giới thiệu, tên là Cao Đức Thành. Hiện tại sinh ra và lớn lên thì ở Dầu Tiếng, Bình Dương. Và công việc hiện tại đó là làm điều dưỡng tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Năm bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 34 tuổi. Ba nữ, bên kia 29, bên này 34. Bình Dương với bên đây bạn nữ muốn là bạn trai làm ở thành phố Hồ Chí Minh cho gần, hẹn hò cho nó dễ. Nhưng Bình Dương ở đoạn nào vậy em? Có dạ. Gần thành phố Hồ Chí Minh không? Cũng gần chị Cát Tường. Ở đâu em? Em ở gần thị xã chị. Cũng gần mà. Dạ, rồi. Cũng gần thôi chị. Vậy không sao ha, gần cũng được mà em ha. Chạy hôm qua có xíu là gặp nhau rồi. Dạ, vậy cho em hỏi là cái thời gian làm việc của anh như thế nào ạ? Làm theo ca em. Anh làm theo ca. Thì ý là em muốn hỏi là ví dụ như tại vì anh ở Bình Dương, em ở thành phố Hồ Chí Minh, thì ví dụ như gặp nhau á thì cái thời gian của anh làm việc như lúc nào và sẽ gặp nhau được như khi nào á? Thì anh sẽ sắp xếp thời gian một tuần có thể đến lên thăm em khoảng 2 ngày, một tuần thể 2 đến 3 ngày. Được không? Tuần 2 3 lần đủ không? Dạ, em thấy được vậy rồi, là ha. Được rồi, tại vì em cũng đi học cho nên em cũng không có rảnh nhiều. Em đang học cái gì nữa? Dạ em đang học cao học về ngành kế toán ạ. Học cao học kế toán, học năm mấy năm rồi? Em mới học có một năm ạ. Được một năm là còn mấy năm nữa em? Dạ một năm thôi ạ. Mình học 2 năm. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em giống như mọi người thấy thì em rất là gần gũi, chân thành, và em cũng rất là, trong tình yêu thì em cũng rất là chung thủy, và em sống rất là hoạt bát, và em cũng hay giúp đỡ người khác rất là nhiều. Bên cạnh đó thì điểm yếu của em thì cũng có, đó là em rất là thẳng tính, và bên cạnh đó thì em cũng hay rất là thích ham ngủ, và cũng có nhiều khi em nghĩ là khi mà em yêu thì em sẽ rất là ghen. Rất ghen? Dạ. Ghen cỡ nào? Ví dụ em thấy bạn trai em đang đi với một cô gái nào đó thì em xử lý như thế nào? Có thể là bạn trai với em thì sẽ không thấy được, tại bạn ở Bình Dương thì ở Hồ Chí Minh, mà em nghĩ là ví dụ như bạn đó mà có Facebook hay là Instagram mà cứ like nữ mà nữ đẹp gái hơn em là em muốn chịu.
hỏi ảnh đứa coi ảnh có chơi mạng xã hội nhiều không, có hay like dạo không? Dạ em cũng ít rồi chị. Có like dạo không em? À, cũng có mà ít thôi chị ơi. Đó, hạn chế lại nha. Hạn chế lại nha. Chứ like dạo mấy cô gái là bên này không chịu đâu nha. Dạ chị nói vậy mốt sao em bắt quả tang được chị. Rồi, chị phải để kia, anh thoải mái trai mình. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì vui vẻ, hòa đồng, chịu khó, cũng nhiệt tình cho công việc. Dạ. Làm điều dưỡng phải nhiệt tình rồi nha. Dạ. Phải kiên nhẫn nữa. Dạ, đúng rồi. Những người làm điều dưỡng cũng rất là tốt, bởi vì họ chăm sóc những người không quen cách hết sức là nhiệt tình và chân thành nữa. Em có một cái gọi là tật xấu gì không? Tật xấu em cũng mỗi lần ra ca thì em ngủ cũng nhiều. Thứ bảy thứ bảy chủ nhật thì cũng đi picnic cùng bạn bè. Chính vì thế mà cứ theo say cuồng của công việc thì trở lại đi chơi với bạn bè, biết nay mới ế mới đăng ký tham gia chương trình. Ế bao lâu rồi? Em nay cũng ế cũng phải 5 năm. Em cũng năm. Có trước đó có mấy mối tình? Cũng một mối tình chính thức, còn mấy cũng hai mối tình lai rai. Chính thức một mối chính thức năm? Thì em quen được 2 năm. Vấn đề là cũng không hợp tuổi tác anh. Xong rồi từ đó thì hai gia đình ngăn cách thì cũng chia tay. Sau không đó thì hợp tuổi. Dạ không em hợp tuổi. Con gì? Dạ em tuổi con chuột. Bên kia tuổi gì? Dạ con rắn ạ. Quá hợp ạ. Em đang tìm ạ. Chúc mừng. Bên đây một mối tình thôi đó. 2 năm chia tay. Bên kia? Dạ em còn trong trắng hơn nữa ạ. Em mối tình của em là giống như một tờ giấy trắng, hy vọng anh chàng bên kia sẽ là những người viết lá thư đầu tiên cho em ạ. Được, anh sẽ viết lên những gì đẹp nhất cho cuộc đời của hai đứa mình. Dạ, thật ra thì em cũng là một người rất là lãng mạn, hy vọng thì anh sẽ là lãng mạn xém xém một chút, hoặc là có thể là khi mà quen em thì em sẽ hướng dẫn thêm. Rồi, anh sẽ lãng mạn và ngôn tình. Dạ. Ủa, lãng mạn sao chưa có mối tình nào em? Dạ có thể là em quá tập trung vào việc học và công việc cho nên là hiện tại thì chưa có thể quen được ai, do là cái thời gian quá bận rộn, với lại một phần cái thời gian rảnh thì em đi các công tác như là thiện nguyện, cho nên là cũng không có thời gian tìm hiểu. Vậy là cũng giống anh rồi đó, anh cũng đi làm từ thiện cũng khá nhiều cho bệnh viện, cũng đi tất cả mọi nơi, rồi cũng làm nhiều công việc. Ngoài anh là cũng như tất cả các bạn là một điều dưỡng đa khoa, thì bên cạnh đó anh cũng nghề tay trái, đó là hớt tóc. Sau đó thì anh cũng có một nghề nữa, đó là chuyên ngành của anh đó là chăm cứu. Thường ngoài những ca rảnh ra thì anh về thường đi chăm cứu cho tất cả bệnh nhân mà mối của mình á, cũng đi thường xuyên cho nên là không có thời gian rảnh ít. Chết rồi, chăm cứu mà nếu nhận thân mà hình quen, nếu mà phụ nữ thấy... nhiều là chết em. Đúng rồi, bây giờ nếu mà xác định là quen là phải hạn chế bớt những cái hạn chế bớt lại để dành nhiều tình cảm, nhiều thời gian cho em nhiều hơn. Đâu có được, phải tập trung một cái nghề nào đó để ta phát triển chứ. Không phải là dành thời gian cho em mà không phát triển nghề nghiệp đâu, đúng không? Rồi, hôm nay thì bạn gái muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Em thì rất là đơn giản, không có cầu kỳ về hình thức bên ngoài. Đối với em thì thần thái không quan trọng, quan trọng là thái độ, tức là phải cần chân thành, chân thật và chung thủy, không có lừa dối. Chân thành, chân thật, chung thủy, không lừa dối. Bạn trai thấy mình đạt được bao nhiêu phần trăm những cái yêu cầu đó? Em chắc nắm chừng khoảng 70% mà chị. 70 là nhiều rồi. Dạ. Mình có cái mẫu người lý tưởng gì mà em về ngoại hình? Nếu mà ngoại hình thì em nghĩ là anh MC Quyền Linh là chuẩn, rất là chuẩn luôn. Vừa là đẹp trai nè, rồi vừa là mẫu người của gia đình nữa. Em rất là thần tượng cái gia đình của MC Quyền Linh. Vì thứ nhất là gia đình của ảnh 2 con gái nhưng mà vẫn rất là vui vẻ và không có áp lực gì. Em thấy là đó là một hình mẫu lý tưởng gia đình ạ. Rất là hâm mộ. Cảm ơn em. Dạ. Anh bên đây đẹp trai hơn anh. Dạ. Chết đẹp trai vậy, ghen dữ quá anh. Không thật, đẹp trai hơn người Linh. Dạ. Trắng trẻo hơn. Dạ. Ta nói là mặt cũng sói ca hơn đó nha. Dạ. Ê, còn em trai, em muốn tìm mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, em muốn cũng chiều cao bằng một bạn nữ khoảng trên 1.5 là được, tóc dài và mang vẻ đẹp truyền thống là được. Dạ, truyền thống. Còn gì nữa không? Người phụ nữ của gia đình. Tự giờ em cũng là một người mô tiếp về hướng gia đình nhiều hơn. Thôi. Dạ. Chiều cao thì có gì không? Thôi, chiều cao 1.5 là đủ xài anh. Đủ rồi ha. Dạ. Để anh qua anh xem mẫu bạn gái của em thế nào. 100% luôn. May quá, chào anh Quyền Linh. Bạn gái của mình đã hâm mộ anh. Dạ. Cảm ơn em đã lấy anh làm hình mẫu. Anh có thể cho em bắt tay anh được không? Rồi, cảm ơn em rất nhiều.
Một cái người mà có thể chăm sóc cho em, lo lắng cho em suốt cái cuộc đời này cũng hết sức là quan trọng. Dạ. Chính vì thế nên không chỉ có mình nghe qua đây, một hồi mình còn tiếp xúc nữa. Dạ. Cho anh hỏi là nếu như mà em không thích điều gì người đàn ông sẽ không thích gì? Dạ, điều đầu tiên thì em không thích người đàn ông đó hút thuốc, nhưng mà em nghĩ anh này điều dưỡng thì chắc là sẽ không vướng cái điều đầu tiên này. Điều thứ hai nữa là quan niệm của em là em không cấm nhậu, nhưng mà nếu như thích nhậu thì em không thích. Dạ. Dạ. Nhậu là mình để giao lưu, quan tâm với nhau, chứ còn nếu mà để mà nhậu nhiều rồi để gây ra các cái tệ nạn khi đi trên đường hay là các cái vấn đề xấu trong xã hội thì em không có thích. Cái thứ hai nữa là theo em nghĩ là em không thích người gia trưởng và nóng tính. Tại vì người gia trưởng thì người ta sẽ quyết định hết mọi cái vấn đề, thì như vậy mình cảm thấy là mình không có được quan tâm và không có tiếng nói. Bên cạnh đó thì bạn nam thì nên là quan tâm về bạn gái nhiều hơn. Chẳng hạn như nhiều lúc em ghen, em giận như vậy thì ngoài đó bạn đó sẽ biết lãng mạn một chút. Chẳng hạn như cầm một bó hoa tặng em thì nhiều khi em sẽ hết giận ngay lúc là đó. Người phụ nữ dạ. Thích lãng mạn đúng không? Dạ. Em trai có lãng mạn không? Có lãng cái mạn. Được anh. Bên đây chăm sóc được. Nha. Dạ. Rồi, thôi được á. Dạ. Thấy rằng cũng ổn đó. Dạ. Rồi, chút xíu trai thấy ổn nữa. Ha. Bây giờ dạ. Để nhà gái qua coi. Nhưng mà thí dụ như được thì sau này ví dụ như là em về Bình Dương sống được không? Về đó làm việc được không? Cái đó thì em nghĩ là nếu mà tình yêu đủ lớn thì Bình Dương với Hồ Chí Minh cũng gần, không có xa. Quan trọng là mẹ em là rất là mong có con rể rồi, nên nhiều khi mẹ chịu là em cũng chịu luôn. Rồi là làm dâu vẫn được đúng không em? Dạ. Làm dâu tốt đúng không? Dạ. Rồi khi nào tiến tới hôn nhân được, để cho nhà trai tới được? Theo em nghĩ thì trong vòng khoảng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm. Rồi chào bạn. Dạ chào chị Cát Tường. Rồi mình không thích cái điều gì ở người bạn gái? Người vợ không tương lai thích thì nói nhiều thôi. Vậy ghen thì cũng có chừng mực. Nhưng mà thí dụ người ta ghen đúng mà mình có lăng nhăng không? Dạ không không. Dạ không chị. Sao bạn biết bạn không lăng nhăng? Dạ hiện tại chưa có chị. Hiện tại chưa có. Mình nhưng mà tương lai thì có không? Trong suy nghĩ có hình thành cái suy nghĩ đó hay không mới là quan trọng. Chưa. Ghen từ trong suy nghĩ lẫn nha. Dạ. Sao? Quen anh là em cứ anh đảm bảo ok anh sẽ lo và chăm sóc cho em tới suốt cuộc đời này. Em cứ yên tâm vấn đề đó. Điều kiện nhà cửa thì anh cũng đã, kinh tế cũng đã ổn định, công việc cũng ổn định, anh là viên chức nhà nước cho nên em vấn đề đó em không cần phải lo. Nhưng chị hỏi anh câu nè, sức khỏe ổn định không? Sức khỏe quá khỏe chị. Quá em khỏe cũng... Dạ sao chị thấy yếu yếu vậy, chắc không khỏe không? Dạ khỏe thiệt chị, khỏe thiệt. Khỏe phải không? Dạ. Xíu nữa làm gì nói cho cô nghe, thể hiện sức khỏe cho cô thấy nha. Dạ. Nhìn thẳng mặt tôi coi. Dạ. Được không? Dạ được chị. Rồi bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được? Tớ tùy theo bạn nữ thôi. Em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bạn gật đầu đồng ý là rước vàng về dinh thôi. À, vẫn có thể là xin việc làm cho cổ được đúng không? Dạ, em được. Cũng dễ chịu lắm, em lãng mạn, chỉ cần anh phải cầu hôn sao lãng mạn là được rồi. Đó. Suy nghĩ nha, cách cầu hôn như thế nào lãng mạn. Quen anh thì em cũng không cần lo về sức khỏe, anh đảm bảo ok cho em hết. Điều dưỡng mà chắc chắn là sức khỏe rồi. Rồi được. Bên kia người ta là có mẫu hình Quyền Linh, bên đây có mẫu hình nghệ sĩ nào không? Dạ. Chị Cát Tường chính là một tượng đài lớn cho em. Rồi. Chị cảm ơn em. Đó. Vô luôn. Rồi bây giờ là mình kiểm tra ý kiến người thân sau mình gặp mặt nha. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ và chị gái và hai người bạn chung học ạ. Rồi, chào cô, chào cả nhà. Xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ. Và chào tất cả khán giả đang trường quay. Dạ. Tôi là mẹ của Duyên, nhưng mà tôi thấy chú này cũng được. Nhưng mà một điều là tôi chỉ mang so cho hai đứa nó tìm hiểu và đi tới cái hôn nhân cho nó được trọn vẹn. Chứ đừng có gia trưởng quá. Tôi chỉ cầu mong như thế đó. Chứ tôi chỉ có một mình, có hai đứa con gái thôi. Có một cô gái thôi cô. Hai đứa thôi. Hai đứa đầu thì nó đã có chồng, có con, đứa lớn mà ba cháu. Bây giờ còn mình nói nữa lại trong sao cho có thằng rể mà biết đối xử, chủ yếu là đối xử gia đình có cái sự biết chút. Rồi, dạ, con chào cô thì con sẽ hứa là sẽ
làm tốt vai trò. Nếu như được tiến tới hôn nhân thì con hứa những điều kiện mà cô đưa ra thì con sẽ đáp ứng được. Con nghĩ là vậy. Thì con là một điều dưỡng luôn lắng nghe và luôn lắng nghe nhiều hơn, biết kiềm chế bản thân mình không nóng. Dạ. Lắng nghe mà có thấu hiểu không ạ? À, luôn thấu hiểu em. Dạ, lắng nghe mà luôn 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 lắng nghe mà không thấu hiểu là chết luôn á. Đang ở bên đàn trai này thấy có nghe này nè, tức là đã làm điều dưỡng thì rất là kiên nhẫn. Mình chăm sóc một cái người mà chưa bao giờ quen mà chăm sóc rất là tận tình, thậm chí mình mà người nhà mình chăm sóc người bệnh nhà mình cũng chưa dám như vậy nữa. Chính là những người điều dưỡng cũng rất là nhiệt tình trong cái điều đó. Và anh nghĩ rằng là bên đàn trai về cái tình cảm cũng như là cái chân thành thì chắc chắn là có rồi đó. Vấn đề là có duyên các bạn gặp nhau không thôi. Chị cũng muốn nói gì với em rể tương lai không? Em xin chào anh Quyền Linh, chị Khắc Trường. Chào khán giả đang xem chương trình và chào bên nhà trai. Chị chào em. Dạ, chào chị. Hai thấy thì anh này rất thông minh, rất kỹ tính. Đúng là một người mà nếu mà trời đã xây duyên thì hai nghĩ rằng đây là con đường rất là tốt để em có thể lựa chọn được. Anh đây là một người giống anh hai nhà mình đó, rất là ok, nhiệt tình, rất là người ta nói là có tài và có đức đó gì ba. Người ta nói rằng là ông bà xưa mà thường nói là có tài có đức mặc sức mà ăn, nên là theo em thì không sao không biết, nhưng hai thì ủng hộ, chọn đi em. Xin cảm ơn. Cho hai cho em hỏi luôn là hai vừa mới nói kỹ tính thì có super soi không, tại vì những người mà kỹ tính thì em cũng hơi sợ. Không có, anh này rất là khôi ngô tuấn tú, nhìn mặt thì rất là khôi ngô tuấn tú, rất chững chạc, rất là đứng đắn. Và anh đây nhìn về ngoại hình thì không đẹp trai bằng anh hai nhà mình, nhưng anh ấy có một cái chiều sâu bên trong là hơi nhìn thì về khuôn mặt thì rất là chung thủy đấy. Dạ, thì em có thể gửi đấy, trọn niềm tin vào anh ấy được. Rồi, hay quá. Xuất sắc. Chị xuất sắc. Rồi, cảm ơn chị. Em có cần hỏi gì thêm không? Dạ không. Rồi, cảm ơn chị hai. Bạn trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với một người, hai người cháu với một người bạn đồng nghiệp, đó là bác sĩ Tính. Bác sĩ Ngọc đã đến đây với chung với em. À, có bác sĩ làm chung cơ quan ha. Dạ. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Tính, là bác sĩ ở khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Hôm nay là em đến với tư cách là một người đồng nghiệp, một người bạn của anh Thành, đến để hy vọng là có thể qua chương trình này có thể giúp anh tìm được một nửa yêu thương của mình. Đầu tiên là em muốn nhận xét về bạn nữ, là bạn nữ này là một người phụ nữ rất là nét đẹp, rất là hiện đại, trả lời cái câu hỏi rất là tinh tế, thông minh, chiều cao thì cũng phù hợp với anh Thành. Nhưng mà anh Thành ở cơ quan như thế nào? Dạ đúng, là ở cơ quan khi làm việc thì anh Thành là một người điều dưỡng rất là tận tâm với bệnh nhân. Là những bệnh nhân mà khó tính là qua anh Thành là đều là dễ tính lại hết. Ồ, vậy là hay đó. Đó, bác sĩ nhận xét luôn thấy chưa? Rồi chơi với bạn thế nào hả bác sĩ? Dạ, cũng... dạ nhưng những lần đi chơi thì anh Thành là đặc biệt là được lòng của anh em trong khoa. Những tiệc đám cưới hay đám hỏi đều là có anh Thành là hát là mọi người rất là vui. À, có thêm thầy hát này ha. Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều. Bây giờ mở màn ra một cái, mở rào ra là hát liền nha. Tặng quà xong hát luôn nha. Để gọi là mình tính cái lâu dài điểm đặc cộng. Dạ. Cộng điểm ha. Dạ, rồi. Điểm. Rồi, kéo mở rào. Tặng quà hát luôn nha. Rồi, xin mời hai bà. Bắt đầu. Rồi, chào em, đến đây là một cái duyên để chúng ta gặp nhau. Thì mong là có cái tương lai tốt đẹp. Thì anh gửi em một món quà. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Đến với chương trình thì em tại vì là cái người ta gọi là cái nghề thì nó sẽ tạo cái nghiệp. Thì em làm bên vi tính thì cái bệnh lãng mạn của em nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nghề vi tính. Thì em sẽ tặng cho anh thẻ nhớ. Còn cái hộp này đại diện cho trái tim của em. Hy vọng anh sẽ luôn nhớ về trái tim của em. Và trong thẻ nhớ này sau này sẽ là hình của đôi ta. Rồi, em xin tặng anh. Rồi. Cho anh mượn đôi tay của em nè. Anh xin gửi phép một ca khúc ha. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho
Ngày sẽ trôi qua em đêm mang tiếng cười theo ta từng ngày. Có phải cho anh ôm cái được không ạ? Dạ được. Rồi, cảm ơn người. Thì để đáp lại một bài hát của anh thì em cũng sẽ xin tặng cho anh một bài hát, mặc dù thì em hát không hay nhưng được cái là tự tin và hay hát. Nếu mà có gì dở thì mọi người đừng có ném đá, còn nếu ném đá thì lên nhà em ném, em sẽ xây nhà sau. Em sẽ hát bài một đoạn điệp khúc qua trong cái bài là Chỉ Là Anh Thôi. Từ hồi con tim em đã tìm thấy yêu thương vâng chính anh, và em mong thấy mọi thứ bình yên thật khác trong vòng tay anh. Từ con tim tìm đến nhau vì nhau, cũng là lúc em chợt nhận ra người duy nhất thay đổi cuộc đời em chỉ là anh thôi. Rồi anh sẽ thay đổi cuộc đời em. Cảm ơn em. Rồi chúng ta ngồi ghế với tụi chị. Giống như gặp nhau từ kiếp nào luôn vậy trời. Rồi. Rồi, rồi. Cho anh hỏi quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Theo tình yêu của em thì em quan niệm rất là đơn giản, chỉ cần chân thành đối với mọi, đối mặt với mọi vấn đề thì chúng ta không có nên là vì bắt gặp chất thời mà mình ta quyết định, mà chúng ta phải căn cứ vào suy nghĩ, căn cứ vào những gì mà mình biết về người đó và sau đó mình sẽ suy nghĩ người đó có phải là làm mình đó. Mặc dù em rất là ghen, nhưng mà em ghen chỉ là xúc tác cho tình yêu thôi, nhưng mà sau cái đó thì em sẽ suy nghĩ tính cách của anh như vậy thì anh có trường hợp đó như vậy hay không. Thì đối với em thì chân thành là tất cả. Đúng rồi. Trong tình yêu thì ghen đúng là một gia vị rất đẹp, chúng tuyệt để chúng ta gần nhau hơn. Em là một người phụ nữ của gia đình hả? Truyền thống. Anh thấy là tóc dài thì anh thích điều đó. Thật ra thì suy nghĩ của em thì sẽ rất là truyền thống. Còn về cách giao tiếp hay là gì đó thì em rất là hiện đại. Tức là em sẽ kết hợp giữa hai cái đó. Mẹ anh thì cũng đang cần một cô con dâu. Rất cần có em về để cùng xây tổ ấm với anh. Cũng đã có tuổi. Nên mong rằng là những cái ghen hoặc là những cái suy nghĩ gì đó thì anh từ nay sẽ bớt lại. Rồi, em có hỏi em có thể không? Tổ chức một buổi hẹn hò lãng mạn cô ấy được không? Dạ được anh. Em thử thí dụ như ngày mai là sinh nhật cô ấy đi, tổ chức thế nào lãng mạn, thử cho cô ấy thấy bức tranh lãng mạn của em đi. Thì anh cứ nói những gì anh suy nghĩ đi. Hoặc là ví dụ như anh có thường xem phim không? Hàn Quốc là một đất rất là lãng mạn đó. Rồi ok. Anh thì cũng có những người bạn làm chung. Nếu mà lãng mạn theo cách của anh á thì anh sẽ thí dụ như rủ em đi đâu đó rồi thể hiện tình cảm của mình là bằng cách là thí dụ như tạo bất ngờ cho em, thí dụ như vậy. Tạo bất ngờ thí dụ là trao nhẫn đó chị. Tặng nhẫn. Giờ từ giờ bạn em là cũng là bên nhảy hip hop, có một đội nhảy hip hop đang ở nhà đang nóng lòng hỗ trợ em vấn đề này. Bạn em là bên văn hóa nghệ thuật có trao nhẫn trong uống cà phê luôn hả? Bộ đưa nhẫn cho tụi người hấp thanh đó. Dạ đúng rồi. Bỏ cái nhẫn vô cái ly nước á. Uống tôi đó có cái gì vậy ta? Cái đó quà của anh đó, cái nguyên đội hấp hấp nhảy ra. Cái kia sạch nước ướt hết trơn. Ví dụ vậy á. Rồi cái đó là bóng để cho đó làm sao? Ở đây anh có ba trái bóng nè. Anh sẽ có, em thích màu gì? Hai anh với em sẽ cùng bóp cho nó bể trái bóng này. Em cứ chọn đi. Em chọn màu xanh. Gì? Rồi, màu xanh em bóp đi. Anh với em cùng bóp cho nó bể đi. Rồi, màu nào tiếp theo ạ? Màu hồng. Rồi, màu hồng, ok. Gì bạo lực vậy trời. Còn màu cuối cùng. Rồi, em thử đọc miếng giấy này lên đi. Đồng ý làm bạn gái anh nhé. Đồng ý. Cái này lát nữa nút bấm sẽ nói lên tất cả. Đúng rồi. Dạ. Ok. Thì bên cạnh đó thì anh cũng hỏi em rồi, giờ đến phiên em sẽ hỏi anh. Anh ngồi đi cho nó thoải mái. Theo anh á thì khi chúng ta quen nhau và có cơ hội đến với nhau rồi á thì anh quan niệm như thế nào là ví dụ như hai người về thì sau này tài chính thì sẽ như thế nào? Rồi, tài chính cho em giữ hết luôn. Lương anh cũng kha khá nên anh không có sợ. Cho em hỏi là hiện tại là anh đang sống với gia đình hay là anh sao? Sống cùng với gia đình, anh có nhà riêng. Vậy thì khi mà nhiều lúc em cũng sẽ có lỗi thì nhiều khi có mâu thuẫn với mẹ thì lúc đó anh sẽ giải quyết như thế nào? Anh là người đứng giữa phải dung hòa cả hai á. Thế anh nghĩ là như vậy, nhưng mà em lấy anh về thì chúng ta ở riêng chứ không phải làm dâu, cho nên em không có quan tâm vấn đề đó.
Nếu có vấn đề đó, có nếu giả sử có vấn đề có xảy ra đi nữa thì anh sẽ là người đứng ra giải hòa. Còn ví dụ như nhiều lúc á, em hay ghen thì em hay vào điện thoại của anh, ví dụ như tài khoản của anh thì có được hay không? Được, cho em luôn. Cho luôn. Sở hữu luôn, cho em sở hữu luôn. Cả thân người anh luôn. Chắc không mà hứa. Chất lượng chị, hàng chất lượng. Chất lượng. Đúng, đúng. Cái nào to cũng dài hết á. Sao anh làm em suy nghĩ ý là anh nói dài ở đây là độ dài trong tình yêu á, phải đủ dài đủ lớn, ý anh là như vậy. Với lại là ví dụ như mà lúc mà em giận quá thì anh sẽ như thế nào? Giận quá hả? Cho em bóp bong bóng đó. Nếu giờ nếu mà giận quá, nếu mà tới mức mà nó quá thì anh sẽ là người đi uống cà phê hoặc đâu đó, hoặc là tối về học xin lỗi hoặc gì đó chúng hoặc ta là lúc trao đó đổi. Nhưng mà lúc đó em không thích đi uống cà phê thì sẽ như thế nào? À thì tâm sự. Em cũng không thích tâm sự. Lúc đó là em quá đáng đến quá mức rồi, gọi là không thể chấp nhận được, giống như là lúc đó là cám hiện thân mẹ dì ghẻ xuất hiện gì đó, thì anh sẽ xử lý như thế nào? Lúc giận dữ quá ha, tìm đủ mọi cách mà đã không ấy thì anh cũng không biết cách gì nữa. Dỗ ngọt cũng có, rồi đưa em phải đi hoặc là đi uống nước hoặc là đi xem phim, chỉ có cách đó thôi. Rồi vợ chồng thì tâm sự mỏng với nhau để mỏng. Cho em hạ quả. Mỏng là như thế nào anh? Mỏng ở đây. Cười. Người ta hỏi khó mà không cười không? Rồi khó. Vậy thôi, anh có cần sự trợ giúp không ạ? À, được rồi, không cần trợ giúp đâu. Cứ nhào vô em đè ra em hung cho chị hết. Dạ. Được không? Em cũng đang tính nói vậy chị. Nói thì nói đại đi chứ đừng gọi chị cho giúp gì nữa. Em đè ra em hung hết. Được chưa? Dạ được chị. Dạ được. Bây giờ em nói một câu cuối cùng, một cái gì chân thành thì, nhất, em muốn cái điều gì để chúng ta quyết định bấm nút. Em hãy bấm nút chọn anh và chúng ta hãy cùng xây dựng gia đình. Và anh cũng đang mơ về những ngôi nhà và những đứa trẻ. Thì mong rằng chúng ta cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Anh nghĩ là những cái gì đó thì anh sẽ bù đắp được cho em những điều kiện đưa ra. Okay. Rồi. Rồi, để tay nút bấm đi bạn. Đặt tay vào nút bấm em. Em chưa thấy. Chúng ta đủ để có thể suy nghĩ bấm nút hay không bấm nút. Chúng ta đủ để cảm giác xem con tim mình có cùng chung nhịp đập hay không. Chúng ta đủ thời gian để kiểm tra lại đây có phải là nửa mảnh ghép của mình. Đủ thời gian để kiểm tra chúng ta có phải là đối tượng để hẹn hò hay không. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình các bạn nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi hai bạn. Nắm tay đi các bạn. Xứng đôi ha. Trời, sinh ra một cặp để vừa vặn luôn á. Bây giờ mình xin bác đi. Xin phép bác và gia đình đi. Cho tụi con hẹn hò với nhau ha. Rồi hứa với bác điều gì đó với gia đình kia. Trước tiên thì cho con xin phép bác là con sẽ chăm sóc em nó suốt đời. Nếu mà có khó khăn gì thì con cũng phải vững tin và cùng em bước trên đoạn đường sắp tới. Nấc thang bằng đầu tiên thì rất là khó khăn, nhưng mà với vững tin của hai đứa thì chắc là phải vượt qua. Cô cứ yên tâm vấn đề đó. Ở giờ đây con xin phép gia đình cho con hùng một cái thể hiện cho sự chân thành. Có được không ạ? Rồi chị hai vỗ tay quyết liệt luôn. Rồi. Chị hai là người ủng hộ quyết liệt luôn á. Rồi. Bắt đầu. Rồi. Trời ơi chị hai kìa. Chị hai sướng quá trời luôn kìa. Chị hai là người ủng hộ đúng ra phải cảm ơn chị hai. Nói câu chị hai cho chị hai khen bạn quá trời luôn đó. Cảm ơn chị hai rất là nhiều. Em hứa em sẽ chăm sóc em của chị rất tốt. Chị ba chứ hả? Chị ba. Dạ rồi. Chị ba đúng không? À chị hai hả? Chị hai, nói chị hai khen hai. Chúc hai bạn hạnh phúc ha. Dạ. Những chiếc vé xem phim để các bạn có thời gian, có không gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đây. Gửi tặng hai bạn, đây là những phần bánh goodie của công ty cổ phần BBK. Gửi tặng hai bạn. Việt Nam Cacao sẽ có những thanh sô-cô-la ngọt ngào gửi tặng các bạn. Và mong rằng tình yêu của các bạn sẽ ngọt ngào những thanh sô-cô-la đó. Cảm ơn. Quà tặng cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng, đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc, sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Quà tặng là một cái món quà của bạn gái, thẻ nhớ và ghi tất cả mọi điều vào đây.
Đây, con gấu bông xinh xinh của bạn, tôi không biết là con gì. Rồi, nắm tay nhau thật chặt nha các bạn nha. Yeah. Nắm tay. Hẹn hò, ráng cố gắng chăm sóc cô ấy. Rồi. Xin mời hai bạn. Yeah.